Đâu đâu Anh ơi, đâu rồi, nghe này nghe này. giả gì người cái chứ Dạ, chú ngồi ngó nó đi em Ôi tịch nó chết chết ha à. ha không ai không ha không ai không Rồi đi ra, đi ra ngoài đi. Không ai không không ai không ai không Ông ơi, ông nghe. Ông ơi. Ông nghe bạn bạn của ba đi ra rồi. À, thì bạn của ba thì con yêu thương chăm sóc cho nó tử tế con, chứ đừng như những cái lúc mà ba xuống này con dằn mặt bạn thì ba cũng không vui. Nên là con cũng phải thể hiện cái tình yêu thương của con dành cho bạn của ba nhá. Con đá đít bạn bay ra ngoài ở rồi. À, con đừng có tranh giành sữa với bạn của ba nữa. Đây. Rồi ok, Con con ơi, hình như bác phát hiện ra là vừa like kiểu này với lại vừa cái cộng cộng này nó hơi bị giật giật đúng không? không sao. Ừ. Thế bây giờ có hai phương án, một là con tắt mic đi để ba nói chuyện với mọi người về cái việc học tập của con để con nghe, còn hai là con thoát hẳn ra luôn, sau khi ba nói xong thì con lại đi cây lại. Alo. Ôi mẹ, nó nói cái nó tắt mic luôn. Ước gì mẹ cuộc sống nó học tập với tất cả mọi cái nó cũng được như thế này. Rồi ok, xin chào tất cả mọi người đang xem live nha. Hồi nãy giờ thì mọi người chúng ta cũng đang kêu là BK, nhưng mà theo như cái trình độ của những idol số 1 đang coi live thì mình đã cập nhật được thông tin là muốn BK thì đầu tiên là phải live trong vòng 3 ngày liên tục, và trong vòng 3 ngày đó cộng lại phải được là 120 phút thì mới có thể gửi lời BK được cho một cái người đang livestream khác. Thì hiện tại bây giờ là My nó chưa like cái nick này riêng lần nào thì phải, nên là chưa đủ điều kiện BK cùng với Hùng, mà nó chỉ là gọi vào một cái góc màn hình giống như mọi người đang thấy thôi. Thì bây giờ coi như là mọi người cũng biết là My nó đang xem cái phiên live này, và tất cả mọi người chúng ta cũng đang theo dõi cái phiên live đấy. Thì nãy giờ thì nói chung là mình cũng không nghĩ rằng là tự nhiên hôm nay lại có cái màn chào đầu vui vẻ như thế này. Ai ngờ lâu lâu nó xuất hiện những cái lúc. Rồi ok nha. Rồi xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày mùng 9. Thì mình cũng xin được chúc cho tất cả mọi người chúng ta coi như là khởi đầu một cái năm mới, mọi điều đều là tốt đẹp, sức khỏe dồi dào, gia đình thì mọi thứ đều là bình an và hạnh phúc nhá. Thì hôm nay nội dung chính trong cái phiên live này á, thì mình cũng muốn nói cho mọi người về cái kế hoạch học tập mà mình đã lên cái phương án dành cho My. Thì không biết là mọi người chúng ta cũng đã sẵn sàng chưa? Và Hùng cũng xin được chia sẻ một cách rất là chân thành. Lẽ ra thì Hùng cũng không cần phải lên những cái phiên live như thế này để mà nói ra về những cái vấn đề học tập hay là gì cả. Nhưng mà cuối cùng Hùng ngồi Hùng suy ngẫm, Hùng nghĩ là tất cả những người đã theo dõi hành trình của Hùng với lại My trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng xem Hùng với My giống như là một cái người thân. Nên là Hùng nghĩ rằng là bản thân mình cũng cần phải đáp lại để cho mọi người biết rằng là cái kế hoạch mà mình dành cho My nó như thế nào. Chứ nếu như mà mình không chia sẻ thì đôi khi mọi người chúng ta cũng đang rất là mong xem là không biết là sắp tới cái con đường học tập để trở thành giáo sư tiến sĩ của Huỳnh Thúy My nó ra sao. Nên là hôm nay mình quyết định mở một cái phiên live. Thì phiên live ngày hôm nay là không có bán hàng bất cứ một cái sản phẩm gì cả. Thì Hùng cũng đã nói với tất cả mọi người rồi, đó là cái mục tiêu hàng đầu của Hùng hiện tại bây giờ, đó là lên phương án cho My về cái việc học tập và thay đổi bản thân. Còn lại sau khi xong xuôi hết xong rồi thì mình mới tìm những cái sản phẩm nào phù hợp với mình. Và bây giờ thì coi như là bắt đầu lại từ đầu, nên là mọi cái nó cần phải có cái khoảng thời gian để mà mình sắp xếp, nào là kho bãi và nhân viên, nào là sản phẩm phù hợp, rồi nhiều thứ nữa. Nên là bây giờ mình tập trung vào cái việc là học tập cho My trước, rồi sau khi mọi thứ nó có thể là sắp xếp ổn định rồi thì lúc đó mình mới tiến hành với những cái bước kia. Thì ngày hôm nay thì Hùng xem tất cả những người đang coi phiên live này, thì Hùng biết là cũng có những cái người đang xem live đây là những người mà họ yêu mến thực sự cái hành trình này, cũng có thể là những cái người mà đôi khi ghé ngang qua để mà ở lại phiên live thôi. Thì hôm nay thì Hùng cũng xin được chia sẻ với mọi người một cách rất là chân thành, bởi vì bản thân Hùng thì trải qua rất là nhiều chuyện để mọi người có thể thấy. Hùng có một cái đức tính mà Hùng tự nhận xét về bản thân mình, đó là Hùng là một cái người rất là thẳng thắn. Và đôi khi là cái sự thẳng thắn này nó giống như một cái ruột ngựa đó. Thì khi mà thẳng thắn quá thì đôi khi là những cái người mà họ thực sự hiểu mình, họ yêu mến mình thì họ sẽ rất là tôn trọng và nể với cái tính cách, có gì thì nói thẳng như vậy. Còn nếu như mà những cái người mà họ đã không thích mình rồi thì nói thật là dù mình có thở thôi thì nó cũng không thích được. Nên là mình cũng trải qua nhiều chuyện rồi, mình cũng không quan trọng về những cái vấn đề đó nữa. Mình chỉ dành những cái điều cho những người mà họ đang theo dõi hành trình này, theo dõi cái sự trưởng thành của mình, và dành một sự tôn trọng cho bản thân Hùng. Thì Hùng cũng xin tôn trọng lại, nên là mình mới mở cái phiên live này. Bởi vì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ thì không nhất thiết mình cần phải nói ra những cái kế hoạch gì của bản thân mình hay là của My cho bất cứ ai nghe cả. Nhưng mà đúc kết lại gần một năm qua thì Hùng biết có rất là nhiều người đồng hành trong hành trình này. Hùng nghĩ là mọi người xứng đáng để được nghe, bởi vì mọi người là người đang theo dõi những cái bước
bước đi này, cũng như là cái người góp sức tạo động lực, cũng như là ủng hộ để cho cái hành trình này nó được tốt đẹp hơn. Nên ngày hôm nay thì Hùng xin được chia sẻ với mọi người ha. Thì trước tiên đi vào cái vấn đề nói về cái kế hoạch học tập của My, thì Hùng biết là có My đang ngồi trên phiên live này, thậm chí là có cả chị Nhi cũng như là anh Tâm đang xem cái phiên live này. Thì trước khi mà Hùng mở cái phiên live này thì Hùng cũng đã có một cái cuộc nói chuyện riêng với lại cả anh Tâm và chị Nhi cũng như là cả My về cái phương án học tập mà Hùng đưa ra cho My. Thì trước khi mà mình nói rõ ràng về cái việc mà học tập của My và cái phương án như thế nào, thì bây giờ chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại một xíu về cái hành trình một năm qua của chúng ta, để những cái người mà có thể mới theo dõi câu chuyện này, hoặc là những cái người mà đã theo dõi từ những ngày đầu, mọi người thử nhìn và xem coi những gì Hùng nói nó có đúng hay không, và chúng ta hãy tự cảm nhận. Chứ bản thân Hùng thì không thể đưa ra cái việc rằng là tôi và trong mắt của mọi người tôi là người như thế nào, mà cái này là do mọi người tự cảm nhận. Thì mấy ngày hôm nay ở trên TikTok của Hùng nó đều nhắc lại cái kỷ niệm của cái ngày này một năm trước đó, nó nhắc lại từng ngày một luôn. Nó nếu như ai đang chơi TikTok thì mọi người chúng ta sẽ thấy một cái mục giống như kiểu là giống như trên phở bò, cứ cái ngày này năm trước mình đăng cái gì á mọi người, thì ngày này năm nay thì nó nhắc lại. Thì trên TikTok nó cũng có cái đó. Hùng thấy là mấy ngày hôm nay là ngày này năm trước nó toàn nhắc lại cái kỷ niệm, mà hầu như toàn là video Hùng đăng lên thôi. Thì thực sự cũng nói thật với mọi người rằng là ngày xưa khi mà Hùng hát ở ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì thực ra là My nó vô tình nó vào trong cái vòng tròn đó. Thì tất cả những cái lúc mà Hùng hát á, thì Hùng đều kêu Đạt nó quay lại clip cho Hùng. Bởi vì Hùng là một cái người mà xây dựng kênh YouTube, nên là tất cả những cái bài hát nào mà Hùng hát Hùng cảm thấy rằng là nó tự tin hay là nó mới, thì Hùng đều kêu em Đạt quay lại. Thì vô tình là cái duyên trong cái quá trình mà Đạt nó quay như vậy, thì My nó lại vào trong cái vòng tròn nó thổi lửa. Thì mấy ngày hôm nay Hùng thấy là TikTok nó đang nhắc lại cái kỷ niệm ngày này năm trước. Lúc thì Hùng hát, My nó vào trong vòng tròn đấy, xong bắt đầu là vui vẻ này, bắt đầu là nhiều người quan tâm này kia tất cả mọi cái. Thì mọi người thấy rõ ràng rằng là câu chuyện thực sự ở đây là Hùng không có đi kiếm My. Hùng cũng không phải là người mà kêu My vào vòng tròn để mà xây dựng cái content giống như nhiều người họ theo dệt lên. Mà rõ ràng là đây là cái duyên. Và thực sự là những cái gì nó là cái duyên thì nó là một cái không thể sắp đặt được. Bởi vì đã gọi là duyên thì làm sao mà sắp đặt, đúng không mọi người? Nên là Hùng cảm thấy rằng là những thứ nó đã trải qua, tất cả đúc kết lại nó đều là một cái duyên. Cũng giống như tất cả những người đang coi live stream ở đây thôi, tôi không thể có đủ khả năng để mà kêu tất cả mọi người vào cái phiên live này. Mà có thể là nhiều người vô tình lướt cái TikTok rồi thấy được một cái nội dung video gì đó nó hay, rồi mọi người chúng ta theo dõi và mọi người xem. Thì cái này cũng là cái duyên thôi. Vô tình mọi người chúng ta cảm thấy rằng là một cái điều gì nó thú vị, mọi người xem. Chứ làm gì có cái chuyện là tôi đi kiếm mọi người được, đúng không mọi người? Nên là cái gì chúng ta nó rõ ràng thì chúng ta phải rõ ràng, chứ chúng ta không thể theo dệt và làm đánh cháo đi những cái khái niệm nó không đúng được. Nên là một năm trôi qua thì bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái chặng đường một xíu ha. Đầu tiên á, thì mọi người chúng ta có thể nhìn bản thân của My đến với thời điểm hiện tại bây giờ. Thì Hùng không biết là mọi người chúng ta có cái góc nhìn như thế nào, nhưng mà thành công đối với bản thân Hùng lớn nhất trong năm vừa qua chính là cái việc mà Hùng đã kết nối được My sống chung lại cùng với lại chị Nhi, cũng như là có những cái cảm xúc nó rất là tuyệt vời. Thực sự là có những cái mà Hùng rất là kiểu cảm động đó mọi người. Có nghĩa là bản thân Hùng là một cái người mà chưa có vợ, chưa có con, nhưng mà đôi khi nhìn cái góc nhìn một cái người mẹ giống như chị Nhi bị thất vọng trong cái việc là không thể tìm kiếm được con, hoặc là tìm xong rồi cũng không khiến cho con mình ở nhà được, mà tự nhiên một cái người xa lạ giống như Hùng xuất hiện, rồi không hiểu vì một cái sợi dây cảm xúc hay là một cái duyên gì đó, mình lại tạo được một cái cầu nối để cho hai mẹ con trở lại ở cùng với nhau, rồi sau đó vui vẻ hạnh phúc. Thì Hùng cảm thấy cái điều đó nó quá là tuyệt vời. Và đôi khi thì trong cuộc sống có những cái thì mọi người cũng đã từng nói rồi, tiền bạc chưa chắc nó đã mua được. Có nhiều người họ bảo rằng là tiền bạc nó là tất cả, nhưng chưa chắc có những người mà họ tiền trong tay rất nhiều mà họ đã có một cái hạnh phúc gia đình thực sự đâu. Nên là Hùng đã cảm thấy rằng là trong năm vừa qua thì đấy là có thể là cái sự thành công về mặt nhân văn nhiều nhất đối với Hùng, và tạo ra được một cái cộng đồng mà những cái con người đang theo dõi giống như trên phiên live này, chúng ta cùng nhau tạo ra những cái cầu nối rất là tuyệt vời và cảm xúc, đúng không mọi người? Đó, nên là ngày hôm nay thì Hùng cũng muốn trước khi nói về cái quá trình học tập của My, thì chúng ta phải nhìn lại một cái năm đi qua đã, thì chúng ta mới đưa ra một cái phương án để mọi người xem coi cái phương án này nó như thế nào. Đó, nên là ngày hôm nay Hùng chia sẻ với mọi người một xíu. Đầu tiên thì mọi người cũng đã thấy rồi, My ngày xưa cách đây khoảng tầm một năm trước, thì như mọi người cũng có thể thấy được, lúc đó My mới chỉ có 26kg thôi. Thì bây giờ là trải qua gần một năm rồi, thì hôm bữa một ngày mùng 4 mình xuống nhà My thì mình cân là được bao nhiêu nhỉ? 34 kg, đúng mọi người. Cái hôm ngày mùng 4 Tết á, cái hôm ngày mùng 4 Tết mà mình xuống nhà My, xong rồi My nó đem cái cân đá nó được bao nhiêu ký mà nhỉ? 34,06 kg. 34,6 à? Ui giời, con có vẻ là con nhớ hơn ba đấy. 34,6 kg là ngày mùng 4, đúng không? Rồi ok. Thế bây giờ
chúng ta cùng nhau nhìn nhận lại cái chặng đường đi một xíu nhá. Thì mọi người ơi, nói chung là trong cái thời gian một năm mà Hùng bắt đầu đồng hành cùng với My á, thì thực sự là cái thời gian đầu là Hùng có tâm sự với rất là nhiều người. Bởi vì thực sự là cái thời điểm đó mình còn không biết ai là cái người thật lòng với mình, họ đến với mình vì cái điều gì. Nhưng mà vì họ hay nhắn tin quan tâm hay là đưa ra một vài những cái phương án thì mình cảm thấy nó cũng rất là gần gũi. Nên là hầu như là Hùng là một cái người sống rất là thẳng thắn. Mình thời điểm đó mình cũng chả có giấu gì trong lòng mấy, nên có cái gì thì mình cứ nói ra. Nên là cũng có những cái thời điểm là đôi khi mình đúc kết lại được rằng là à, bây giờ không phải là ai mình cũng có thể chia sẻ ra những cái nó là riêng tư, hay là những cái nói chung là nó cần phải điềm đạm lại. Thì nói chung là Hùng đúc kết được. Thì thời gian khi mà My đồng hành cùng với Hùng thì mọi người cũng đã thấy cái việc mà khi mà ngày mùng 9 tháng 4 khi mà Hùng đưa My về lần đầu tiên mà ăn cái bữa cơm đó, thì hôm đó là mình cũng đã rất là cố gắng để làm sao đưa My ra khỏi cái môi trường mà các bạn thổi lửa sống chung ở bên quận 7. Thì thời điểm đó là mọi người cũng đã thấy rồi, chị Nhi cực kỳ là mong muốn là con mình có thể tách ra được khỏi cái môi trường đó. Thì nếu như ai là cái người đồng hành cùng những cái thời gian đầu thì mọi người thấy rõ ràng rằng là Hùng đã thực sự rất là kiên nhẫn và cố gắng thì mới có thể giúp My ra khỏi cái môi trường đó. Và khi mà My ra khỏi cái môi trường đó thì mọi người cũng đã thấy thời gian đầu thì My ở bên quận 1 và ở với lại cô giáo Mai. Thì Hùng không thể hiểu được thời điểm cho đến bây giờ có khá là nhiều người họ cũng hay trách móc Hùng. Đôi khi là họ hay bảo rằng là ôi con My nó mà tốt thằng Hùng đó mà để Hùng nhớ lại coi, kiểu đại loại như là thằng Hùng đó mà chu đáo thì con My nó sống trong cái căn nhà đó nó hết mắm hết muối hết gạo gì đó thì thế này thế kia. Thì đôi khi thực sự là mọi người ơi, Hùng chia sẻ rất là thật lòng luôn. Bây giờ là 7.300 người đang xem. Hùng nghĩ rằng đa số những người đang xem live này là những người nội trợ. Thì mọi người tự hỏi bản thân mình giúp Hùng một câu rằng là có bao giờ mọi người là một cái người nội trợ trong nhà mà mọi người vì bận rộn công việc mà đôi khi chúng ta hết gạo, hết mắm, hết muối hay là hết nước giặt mà chúng ta quên mua không? Hùng chắc chắn 100% là có. Bản thân Hùng là người sống chung với ba mẹ rất là nhiều năm. Hùng cũng đã từng thấy có những cái lần mà đôi khi mẹ Hùng quên mua gạo, hay là đôi khi nhà hết nước rửa chén, hay là hết mắm hết muối, rồi đôi khi là kể cả hàng xóm cũng hết cái đó, đôi khi qua nhà của Hùng xin một xíu hoặc là mượn là chuyện hết sức bình thường, đúng không mọi người? Thì bản thân của Hùng khi mà đồng hành cùng với My, mọi người hãy nhìn và mọi người sẽ thấy rõ Hùng chưa bao giờ sống chung với My, mà cái người sống chung với My thời gian đầu là cô giáo Mai, đúng không mọi người? Thì khi mà hai cô trò sống chung với nhau, nhiều khi một tuần mình lên được có 1-2 buổi, mà mình lên thì chỉ có 15-20 phút, thì mình là một thằng con trai chưa bao giờ từng vào bếp, thì làm sao mà mình kiểm tra được từng cái mắm, cái muối trong nhà nó còn hay không? Nếu như vậy thì mình là vĩ nhân rồi. Nên là đôi khi có nhiều người họ cũng trách móc Hùng là ôi, thằng Hùng nó mà tốt với con My thì bây giờ mắm muối trong nhà hết thì nó phải biết. Ôi mọi người ơi, ok công nhận cái đó là có thể là sự thiếu sót của Hùng. Nhưng mà ngay cả bản thân My và cô giáo Mai ở trong cái căn nhà đó hết mắm, hết muối mà còn chả biết nữa. Uống chi là trách cho một công thanh niên mẹ chả vợ con gì mà đi trách cái đó thì làm sao mà được. Hùng cảm thấy rất là kỳ. Và thực sự là bản thân Hùng biết cái người đó là ai luôn. Nhưng mà mình trải qua nhiều chuyện mình cũng không muốn nhắc tên họ thôi. Nhưng mà Hùng chỉ muốn nói lại một năm trôi qua, hãy nhìn lại coi, nếu như My không đủ ăn, My không đủ mặc, thì nhìn My của một năm trước với lại My của bây giờ đi, thì xem là My có đủ ăn đủ mặc hay không. Trời ơi, 100 điểm tốt không nhìn một giọt mắm, một giọt muối nó bị thiếu trong nhà cái làm cái câu chuyện cả năm to xích ông Hùng. Nhìn My của một năm trước coi 26kg, đúng không? Mặt mũi đen đuốc, tóc tai thì lúc nào nó cũng lộn xộn. My của bây giờ thì sao? 34,5kg rồi, da rẻ trắng trẻo hồng hào, tóc tai lúc nào cũng chuẩn. Nhìn vào cái đó đi, nhìn vào giọt mắm giọt muối rồi chắc Hùng để làm cái gì, đúng không mọi người? Nên là đôi khi có rất là nhiều người là phụ nữ, họ hiểu rõ rằng là bản thân mình đôi khi bị cuốn vào cái vòng xoáy của gia đình, còn bị quên mua gạo, quên mua mắm, quên mua muối, thì chắc làm sao được thằng Hùng. Trời ơi, vừa mới bắt đầu đồng hành một cái hành trình mấy chục ngàn người theo dõi, ngày nào cũng có to xích dư luận áp lực lên bao nhiêu trên cái đôi vai này mà cũng đi trách nó là hôm nay không thiếu mắm thiếu muối mà không mua cho con My. Nên là tôi biết cái người chị đang trách tôi gần một năm qua cũng là một cái người khá thân thiết thời gian đầu, cũng có thể đang xem phiên live này. Hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi, chị cũng là phụ nữ cũng có con, sao chị lại có thể áp đặt một cái việc mà một thằng thanh niên chưa có vợ có con, giọt mắm giọt muối mà cứ to xích cả năm trời, kêu là thằng Hùng mà tốt với con My thì giọt mắm giọt muối nó đã mua đầy đủ. Ôi trời đất ơi, tại sao không nhìn vào những cái điều tuyệt vời hơn, cứ nhìn vào giọt mắm giọt muối để làm cái gì, đúng không mọi người? Rồi ok, Hùng nói vấn đề đó là chúng ta bỏ qua. Vấn đề thứ hai, Hùng muốn nói lại một câu rất là chân thành, gần 8.000 người đang xem, mọi người tự trả lời câu hỏi này giúp Hùng, và My đang xem live này hãy tự trả lời. Có rất là nhiều người họ trách Hùng là đến thời điểm hiện tại bây giờ là một năm trôi qua mà My nó vẫn không biết chữ và biết đọc hay là biết viết một cách sành sỏi. Thì bây giờ Hùng chỉ hỏi một câu thôi, nếu như
Một năm qua Hùng đồng hành cùng với My mà Hùng bỏ bê My, Hùng không có một cái phương án gì cho cái việc dạy chữ cho My, thì ok, mọi người có thể trách Hùng được. Nhưng còn nếu bây giờ một năm trôi qua mà My nó chưa đọc sành sỏi về chữ này, chưa biết đọc, chưa biết viết, thì mọi người chúng ta phải tự hỏi, và My tự hỏi rằng là bản thân My đã thực sự quyết tâm hay chưa, hay cái này là lỗi do Hùng. Thực sự là Hùng không hiểu, ví dụ như trong một cái lớp có 40 người học sinh, 39 thằng được lên lớp, chỉ một đứa không được lên lớp, thì bây giờ mọi người trách cái thằng học sinh đó là hay trách ông thầy giáo? Chắc chắn là do thằng học sinh không được lên lớp là do nó không chịu học, nó về nhà nó không chịu làm bài tập, nó không chịu quyết tâm trong cái quá trình học tập. Thì bây giờ My cũng tương tự như vậy. Hùng phải chắc chắn một câu, bản thân Hùng là một cái người tốt thì Hùng sẽ khen, Hùng sẽ khích lệ. Còn cái gì chưa tốt thì Hùng sẽ nhìn thẳng vào vấn đề và Hùng nói. Hùng luôn luôn nói với tất cả mọi người trên phim live đó là My có sự cố gắng nhưng chưa thực sự đủ quyết tâm. Đó chính là lý do đó nên là My chưa thực sự biết đọc biết viết một năm qua là như vậy. Nếu mà My thay đổi được cái giấc giờ, giấc sinh hoạt, tập trung vào việc học tập, học hành nó đàng hoàng, thì tất nhiên mọi cái là My nó có thể được học giỏi hơn. Còn bây giờ đến thời điểm hiện tại, bây giờ My chưa biết đọc, chưa biết viết, chưa biết này kia sành sỏi, thì mọi người ơi, My phải tự đặt ra câu hỏi là My đã quyết tâm cho cái việc đó hay chưa? Chứ tại sao lại đổ thừa những cái vấn đề đó là do ông Hùng? Hùng xin từ chối vấn đề này. Vấn đề này không phải là ở Hùng. Nếu như một năm qua Hùng đồng hành mà Hùng không có một cái kế hoạch gì cho My, Hùng bỏ lơ My, kệ mẹ mày, mày muốn ngủ giờ nào mày ngủ, mày muốn học cái gì mày học, thì ok, mọi người có thể đổ thừa trách nhiệm đó do Hùng thì Hùng chấp nhận. Còn một năm qua, nếu như ai theo dõi hành trình này, mọi người sẽ thấy Hùng nói thật luôn, một năm qua dường như 99% là Hùng dành thời gian cho cái việc đồng hành cùng với My rồi. Mướn giáo viên về dạy học cũng có, cho lên trường học cũng có, rồi giáo viên kèm tại nhà cũng có này, nói chung là quá nhiều thứ. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn nhận lại, thực sự My đang coi live, My cũng đã tự hỏi bản thân mình, cái này là do My thực sự chưa quyết tâm, chứ không phải nó nằm ở Hùng. Đúng không mọi người? Cái này nó không phải nằm ở Hùng. Đúng, giống như kiểu bạn cho con mình đi học thôi, nó lên lớp nó học cũng giống như những học sinh khác, nhưng mà cuối cùng nó không lên được lớp là do bản thân nó, chứ đâu phải do ông thầy giáo. Ông thầy giáo ông lên lớp ông cũng dạy cho bao nhiêu đứa trong học trong lớp như nhau mà, đúng không? Nhưng mà quan trọng là con mình về nhà, con mình có chịu học không, có chịu ôn bài không, hay là nó suốt ngày nó bỏ lơ việc học. Thì khi nó bỏ lơ nó sẽ chậm hơn so với các bạn khác, đến lúc là kiểm tra hay kỳ thi nó không đạt được kết quả như mong muốn thì nó phải ở lại lớp là chuyện bình thường. Vậy thì chúng ta đúc kết lại một điều, gần một năm qua đến thời điểm hiện tại bây giờ, My chưa đọc sành sỏi về chữ, chưa biết đọc hay chưa biết viết sành sỏi, cái này là do bản thân My chưa thực sự quyết tâm, chứ nó không phải là nằm ở Hùng không giúp đỡ hay đồng hành cùng với My. Mọi người đồng ý về vấn đề này nhá. Hùng cũng đã từng nói với My như vậy rồi. Nên là cái ngày hôm mùng 4 vừa rồi có My đang ở đây này, Hùng hỏi My một câu. Hùng hỏi My một câu: con gái, ba có thể hỏi con một câu được không? Đối với con, ba có phải là người tốt không? Thì My nó nhìn Hùng mà nó trả lời là ba là người rất tốt. Xong Hùng hỏi ngược lại My một câu mà My nó không trả lời được. Thế nếu như trong thâm tâm con, ba là một người tốt, vậy tại sao con không cố gắng học tập để cho tất cả những cái người mà họ không thích ba, suốt ngày người ta chửi ba là không giúp cho con thế này thế kia, nhưng mà cái vấn đề này nó đâu nằm ở ba mà nằm ở con mà My, thì My nó không trả lời được. Đó, nên là ngày hôm nay Hùng lên live này, Hùng sẽ nói cho mọi người biết cái kế hoạch của mình về cái việc đồng hành cùng với My trong tương lai để thay đổi My thành một cái cô bé như thế nào. Thì hôm bữa khi mà Hùng xuống nhà, Hùng có nói chuyện với lại cả anh Tâm và nói chuyện với lại cả chị Nhi cũng như là My, thì Hùng ra một cái phương án. Đầu tiên là Hùng cho My trong vòng thời gian là 6 tháng. Trong vòng 6 tháng nữa, đối với những cái phương án mà Hùng đưa ra mà My không thể thay đổi được, có nghĩa là chữ cũng không biết nhiều, đọc thì cũng không ra đâu vào đâu, rồi suốt ngày tập trung vào cái việc ngủ mà không kiểm soát được, hay là chơi game nhiều, thì Hùng nói thẳng với lại chị Nhi và My rằng sau 6 tháng nếu như con vẫn còn tiếp tục như vậy nữa thì cha không thể đồng hành cùng với con, mà cha chỉ đồng hành cùng với con về mặt kinh tế thôi. Có nghĩa là sau 6 tháng nếu như My vẫn giống như cái cuộc sống hiện tại bây giờ thì Hùng chỉ đồng hành với My về mặt kinh tế đến năm My 18 tuổi. Có nghĩa là hiện tại bây giờ Hùng đồng hành với My cả về mặt kinh tế và cả về mặt định hướng cho My về tương lai. Còn sau 6 tháng nữa là đến cái ngày sinh nhật của My á, mà My hiện tại vẫn giống như bây giờ, thì My tự quyết định tương lai của mình. My thích học cái gì, My muốn dạy giờ nào, My dạy, My muốn ra sao thì ra sao. Hùng không thể dành thời gian ra suốt cả cuộc đời của mình đến năm My 18 tuổi mà cuối cùng My không quyết tâm được. Đây là hôm bữa Hùng đã nói chuyện với My và My đồng ý về vấn đề này. Đó, tại vì để thay đổi một cái con người thì nó cũng cần có thời gian. Vậy thì theo mọi người, 1 năm rưỡi là thời gian đã nhiều chưa? 1 năm 6 tháng là nhiều chưa? 1 năm qua là coi như là chúng ta xé nháp rồi đó, cũng có sự thay đổi đó. Bây giờ Hùng cho My thêm 6 tháng nữa. 6 tháng nữa mà My không thể thay đổi được, vẫn cứ chỉ có tập trung vào việc ngủ không kiểm soát,
rồi thích ăn giờ nào thì ăn, thích ngủ giờ nào thì ngủ, thích dậy giờ nào thì nào, rồi thích game thì game, thích này kia, thì coi như đó là cuộc đời của My và My lựa chọn cái điều đó. Hùng không thể suốt ngày chạy theo My và ơi con phải thế này con phải thế kia được, đúng không mọi người? Đó nên là Hùng cho My thêm 6 tháng nữa, tổng cộng là 1 năm 6 tháng. Nếu như qua 1 năm 6 tháng mà My vẫn chỉ có ngủ hay game hay là không thể kiểm soát được thì coi như đấy là cuộc đời và My lựa chọn. Và từ sau tháng 6 tháng đó trở đi đến năm My 18 tuổi, Hùng chỉ đồng hành với My về mặt kinh tế, nghĩa là Hùng vẫn lo cho My và gia đình của My. Nhưng cái việc mà My lựa chọn ngành nghề gì cho tương lai, My dạy giờ nào, sinh hoạt ra sao, cái đó là do My tự lựa chọn. Hùng không còn can thiệp vào cuộc sống của My nữa nếu như sau 6 tháng My vẫn như hiện tại. Mọi người ok, Hùng nói rõ quan điểm của mình như vậy. Và Hùng nói với cả chị Nhi và cả My thì ok, cả hai người, tất cả mọi người đều đồng ý. Nên là bây giờ Hùng xin được nói thứ nhất trên cái phiên live này. Đây là cái góc độ mà mình chia sẻ rất chân thành nha. Đầu tiên là mình nói về chị Nhi. Chị Nhi đã có những cái buổi điện thoại nói chuyện với mình và chị Nhi chị khóc. Chị khóc vì lý do là con mình mà chị Nhi không thể bảo được. Thì bây giờ mình cũng nói thẳng luôn là nếu như chị Nhi là một tấm gương tốt thì chị mới có thể bảo ban con mình được. Nhưng mà chị Nhi cũng thiệt thòi là ở cái độ tuổi 32, 33 tuổi rồi nhưng mà chị Nhi cũng không biết chữ. Thì khi mà một người mẹ mà không có kiến thức thì rất là khó để dạy dỗ con. Trong khi bản thân của chị Nhi á, có một cái mà My không thích, đó chính là chị Nhi hay nhậu. Thì mọi người cũng đã thấy rồi, chị Nhi gọi điện cho Hùng thì khóc lóc về cái việc là My không thay đổi. Còn My thì gọi điện cho Hùng khóc lóc về việc là mẹ hay nhậu. Nên là Hùng đã nghĩ ra một cái phương án. Nếu như hiện tại bây giờ cuộc sống của My nó vẫn cứ như thế này, nếu như cuộc sống hiện tại của My nó cứ như thế này thì My không thể thay đổi được. Nên là Hùng đã đưa ra một cái phương án như thế này. Hùng xin được chia sẻ với mọi người thật lòng nha. Trước khi để cho My vào cái việc học nghề thì cái ưu tiên đầu tiên là My phải thay đổi được cái thói quen trong con người mình đã. Rồi sau đó bước thứ hai là học tập. Hai cái này là hai cái quan trọng nhất thì mới có thể khiến cho My thay đổi được. Đầu tiên là thay đổi thói quen sinh hoạt. Rồi đầu tiên là thay đổi thói quen sinh hoạt là giờ giấc là My phải đi ngủ như thế nào Hùng không biết, dậy giờ nào, sinh hoạt ra sao. Cái này là My phải kiểm soát được cái giờ giấc ngủ của mình. Và cái thứ hai, cái mục tiêu hàng đầu của Hùng là My phải biết đọc và biết viết. Khi My biết đọc, khi My biết viết, thay đổi thói quen sinh hoạt rồi thì lúc đó hãy nghĩ đến cái vấn đề cho My đi học nghề, đúng không mọi người? Thì lúc đó mới có thể là cho My đi học nghề được. Thì khi My đi học nghề nha, thì khi My đi học nghề thì mọi người thấy không, bất cứ một cái công việc gì nó cũng cần phải có kiến thức như là chữ, biết đọc biết viết. My sau này đi học make up mà bây giờ thì em đùng cái khách hàng người ta book job kêu là mai em đến cái địa chỉ này nha, rồi số điện thoại chị đây nè, rồi job này bao nhiêu tiền này, rồi trong cái công việc thì mọi người cũng biết rồi, bất cứ một cái nghề nào nó cũng sẽ có những cái sản phẩm. Bây giờ không biết chữ thì đọc sản phẩm ra sao? Ví dụ như chai này là chai nước tẩy trang mà để đọc nhầm thành mẹ mày chai phấn thì đâu có được. Nên là cái việc ưu tiên hàng đầu của Hùng trong cái việc mà 6 tháng trở lại đây đó là My phải thay đổi được cái thói quen sinh hoạt và phải biết đọc biết viết. Có như vậy thì khi My đi học nghề thì My va chạm với bất cứ ai My mới tự tin được. Chứ bây giờ tự nhiên lanh lợi thì có đó, nhưng mà bây giờ chữ chiếc đọc không ra đâu ở đâu thì nhiều khi đi học thầy cô dạy cho sản phẩm là như thế này, nhiều khi về nhà quên cha đó đi, đến cái lúc đi làm cho khách hàng rồi cuối cùng lấy lộn sản phẩm này kia thì đôi khi nó lại làm mất đi cái uy tín trong cái nghề. Mà mọi người cũng hiểu rằng khi mà chúng ta làm một cái nghề nào đó mà chúng ta bị mất uy tín một hai lần thôi thì rất là khó, đúng không mọi người? Mà đôi khi là tiếng lành đồn xa, nếu như mà bạn chuẩn chỉnh cho công việc, ví dụ như ngày hôm nay bạn gặp Hùng đi, bạn mướn Hùng làm MC, bạn thấy ôi thằng này nó nói chuyện nhiệt tình, nó hát hay, nó cổ vũ, thì tất nhiên bạn sẽ mang cái hình ảnh của Hùng giới thiệu cho một cái người bạn khác, ôi lần sau mình làm chương trình là mời thằng Hùng đây này, thằng này nó nhiệt tình, nó hát hay, nó đấy. Thì y chang My cũng vậy thôi. Có thể là My rất là lanh lợi, nhưng mà giả sử nha, đến một ngày khi mà My được nhiều người chia sẻ rằng ôi con bé này mọi người biết không, ngày xưa nha, nó không có biết chữ nhưng mà cuối cùng nha, nó đi học tập nó biết chữ, rồi nó thay đổi công việc mà nó học nghề mà nó make up rất duyên nha, trời ơi con này nó make up rất đẹp. Thì mọi người phải hiểu rằng là 1 đồn 10, 10 đồn 100 thì như thế nó mới nâng cao được cái giá trị của My đó. Nên là Hùng thực sự đã suy nghĩ rất là nhiều trong những cái ngày qua, đó là làm cách nào để thay đổi My trở thành một cái cô bé về cái thói quen sinh hoạt cũng như là về cái việc mà học hành. Thì đây là cái phương án mà Hùng đưa ra, thì rất là mong mọi người chúng ta có thể là nghe thật rõ. Thì mọi người ơi, đầu tiên là Hùng suy nghĩ như này. Hùng nghĩ là cái môi trường phù hợp nhất để mà My có thể thay đổi được cái thói quen của bản thân mình. Và nếu như ai là cái người mà đã từng nghe qua thì mọi người cũng biết là một thói quen nó sẽ thay đổi được trong vòng 21 lần liên tục. Ví dụ như bây giờ
Từ từ để Hùng nhớ nha. Ví dụ như bây giờ bạn có thói quen là 11 giờ trưa bạn mới ngủ dậy, thì bây giờ bạn muốn thay đổi cái thói quen đó. Mỗi ngày bạn cứ đặt báo thức 7 giờ đi, thì liên tục 21 ngày, liên tục 21 ngày 7 giờ bạn đều dậy, thì nó vô tình sẽ thành thói quen và bạn không cần phải đặt chuông báo thức nữa. Thì đây là khoa học và tâm lý, người ta đã chứng minh cái điều đó rồi. Đó. Nên đầu tiên Hùng ngồi Hùng suy nghĩ, nếu như mà bây giờ xung quanh mi không ai có đủ khả năng về kiến thức cũng như là những cái gọi là cái gì ta, dùng cái từ gì cho nó ra, có nghĩa là không ai đủ kiến thức này, hay không ai đủ cái uy á để khiến cho mi nó ngủ dậy đúng giờ đúng giấc á, thì rất là khó. Và bản thân mọi người chúng ta đồng hành trong 1 năm qua, mọi người sẽ thấy Hùng là cái người duy nhất có thể gọi mi ngủ dậy khi mà mi nó đang ngủ lăn ngủ lóc. Nhưng mà mọi người cũng đã thấy rồi, có những lúc tôi cũng bất lực và tôi phải dùng những cái câu từ nặng lời, hay là tôi quát mắng đến lúc nó giật mình, nó dậy thì nó mới dậy. Thì đôi khi là chúng ta sẽ không thể cứ mãi như vậy được. Bản thân Hùng mong rằng là một ngày nào đó My có thể tự dậy, My có thể là tự dậy và không cần phải ai nhắc nhở. Ôi, chị Nhi cũng không làm được điều đó mọi người, chị Nhi cũng không thể gọi My dậy được nếu như My không muốn. Đấy, đấy là điều Hùng chắc chắn, ai theo dõi 1 năm qua mọi người đã thấy. Thì cái này mọi người cứ coi như My nó bị tâm bệnh đi, tâm bệnh của nó là hay ngủ, thích ngủ. Đấy, cái này mình cũng không có trách được, bởi vì mỗi một người thì họ cũng có một cái gì gì đó khuyết điểm cho bản thân mình. Thì khuyết điểm của My là My không kiểm soát được giấc ngủ, thì cái này nó cũng không phải là xấu, nhưng không đồng nghĩa rằng chúng ta không thể thay đổi được, đúng không mọi người? Không đồng nghĩa rằng một thói quen xấu chúng ta không thể thay đổi được. Nếu như bản thân mình thực sự quyết tâm, mình có thể thay đổi được. Đó, nên là 1 năm qua coi như là Hùng cho My là cái thời gian là được thích nghi với một cái môi trường mới, được sống trong môi trường mà My thích, được thành một cái thế giới của riêng My. Còn bây giờ 6 tháng trở lại đây, My phải là thực sự thay đổi. Thì khi Hùng ngồi Hùng ngẫm, Hùng nghĩ là cái môi trường đầu tiên nha, Hùng nghĩ này. Hùng nghĩ cái môi trường phù hợp nhất dành cho My á, là My giống như kiểu My phải ở trong một cái môi trường giống như quân đội ấy mọi người. Mọi người hiểu môi trường quân đội ấy mọi người. Môi trường quân đội giống như kiểu là một cái phòng mà có 20 người ở, mà chỉ cần một trong 20 đứa đó nó ngủ dậy trễ thôi là 19 đứa kia cũng bị phạt theo. Nếu ai ở đây từng đi quân đội, hoặc ai đã từng đi nghĩa vụ quân sự, hoặc là có người thân đi theo cái kiểu như vậy, thì mọi người sẽ thấy những gì Hùng đang nói là đúng. Trong quân đội, kỷ luật là số 1. Nghĩa là ví dụ như bây giờ bạn đang ở trong một cái phòng mà có 10 đến 20 đứa nha. Chỉ cần một người mà làm sai thì 19 người kia còn bị cùng bị phạt theo. Có nghĩa là mọi người hiểu không? Trong môi trường quân đội, người ta cùng nhau kéo nhau đi lên. Tao kỷ luật thì mày phải kỷ luật. Và nếu như mà cái lỗi sai của mày mà khiến cho 19 hay là những cái người kia bị phạt theo chỉ vì mày sai, thì bản thân mày phải xem lại. Nếu như mọi người theo dõi cái chương trình sao nhập ngũ, mọi người có hay theo dõi cái chương trình sao nhập ngũ không? Đó, rất là nhiều ngôi sao Việt Nam mình đã từng tham gia cái chương trình sao nhập ngũ đó. Thì mọi người cứ theo dõi cái chương trình đó thì mọi người sẽ thấy những gì Hùng đang nói hoàn toàn là đúng. Chỉ cần một ông làm sai thôi là nguyên một tập thể là bị phạm lỗi hết. Người thì phải nói chung là nhiều lắm, trong quân đội thì nó kiểu là nghiêm khắc mà, thì mới rèn luyện lên được một cái ý chí quân nhân bảo vệ đất nước được chứ, đúng không mọi người? Nên là đúng rồi, các bạn vừa comment đúng không, lấy tập thể để rèn giũa bản thân đó. Hùng thì chưa từng đi quân đội, nhưng Hùng có rất là nhiều anh chị em đã từng đi nghĩa vụ, và thậm chí giống như thằng Kinh đấy, nó cũng là cái thằng đi nghĩa vụ quân sự về đó đó. Trong quân đội thực sự họ rất là nghiêm. Nên là ban đầu Hùng ngồi Hùng nghĩ rằng là chắc My phải sống trong một cái môi trường kiểu như vậy thì My mới có thể thay đổi được. Vào trong đó mà ví dụ như mày ngủ mày không dậy thôi, 19 đứa kia mẹ mày tự nhiên ngày nào tao cũng bị phạt vì cái kiểu ngủ của mày không dậy, thì chắc chắn là bản thân con người đôi khi cái tôi họ phải thay đổi con người mình thì mới thay đổi được. Nhưng mà cuối cùng Hùng ngồi Hùng suy nghĩ, thứ nhất Hùng không có đủ cái đủ mối quan hệ, mà My thì lại là con gái, làm sao mà My đi vào trong cái môi trường quân đội được. Mà bây giờ cho My đi vào những cái nơi mà kiểu giáo dục thường xuyên hay là nơi nơi bán trú này kia thì cũng không thể được, bởi vì mọi người phải hiểu rằng tính cách của My nó là một cái đứa rất là ngang bướng. Nhiều khi nó trong môi trường đó mà cái tôi bản thân nó không ai kiểm soát được, mẹ nó vượt rào, nó trèo này kia, nó trốn nọ, nhiều khi mẹ tôi mang tiếng nữa. Nên tôi suy nghĩ rằng là đối xử với My bằng một cách nó tình người hơn, là tôi không muốn áp đặt My vào trong những cái môi trường nó như vậy. Nên tôi đã suy nghĩ ra một cái phương án thứ hai. Phương án này nó cũng là cái phương án để cho cả chị Nhi và My khi không ở gần nhau nữa sẽ nhìn coi xem bản thân mình là có thực sự là trân trọng nhau hay không. Bởi vì á, Hùng đã từng ngồi Hùng nói với chị Nhi, em hỏi chị Nhi một câu nhé. Thời gian qua lúc mà em chưa kết nối để cho My về ở với chị đó, chị thực sự là có muốn là My ở với chị không? Thế chị có trân trọng là hai mẹ con khi về ở cùng với nhau không? Thế nếu như hai mẹ con bây giờ ở cùng với nhau mà bây giờ My nó không thích chị ở cái việc mà chị nhậu thường xuyên, thì bây giờ chị phải thay đổi đi chứ. Đó, có nghĩa là ai cũng chờ xem coi ai thay đổi đây. Nên là Hùng đã ngồi Hùng Hùng suy nghĩ, thì thật là tình cờ thì
Chị Tịnh Tâm chính là cái người mà dạy chữ cho My trong cái thời gian vừa qua. Thì mọi người thấy là có khá là nhiều người đã từng dạy chữ cho My, nhưng cái người mà dạy được chữ cho My gọi là tập trung vào cái việc mà My có thể học và đọc được á, thì mọi người thấy là chị Tịnh Tâm là cái người dạy cho My được về cái đó nó ok nhất. Nhưng lại một cái thiệt thòi đó là chị Tịnh Tâm thì lại không ở với My. Thì mọi người thấy là mỗi ngày chỉ gọi qua online thôi, chị ấy phải chờ xem coi là khi nào là My nó ngủ dậy này, và sau đó là dạy cho My này. Tuy là một ngày cũng chỉ được có 30 phút đến 1 tiếng, nhưng mà rõ ràng mọi người thấy rằng là từ lúc mà chị Tịnh Tâm chị dạy cho My thì mọi người đã thấy là My nó có tiến bộ được trong cái việc là biết đọc một xíu, hoặc là dùng cái từ gì đó để gõ chữ này kia nó cũng khá là ok, đúng không mọi người? Thì mọi người thấy rõ ràng rằng là trong số những cái người giáo viên đã từng tiếp xúc qua và dạy cho My thì chị Tịnh Tâm lại là cái người giúp cho My có cái sự tiến bộ. Nhưng mà lại 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 một cái rất là thiệt thòi rằng là chị Tịnh Tâm lại không ở cùng với lại My, thì không ở cùng với My thì lại không thể rèn luyện được. Mà một con người mà dạy chỉ qua online thôi thì thực sự nó khá là thụ động. Thụ động là như thế nào đây? Là mỗi ngày tao phải chờ mày ngủ dậy thì tao mới dạy được. Mà mày ngủ dậy rồi thì tao lại phải chờ xem tinh thần mày tỉnh táo. Mày tỉnh táo rồi mày còn phải tập trung. Đấy, nó nhiều thứ lắm mọi người ơi. Đấy, có những cái lúc mà My nó dậy nhưng nó lại không tập trung. 30 phút xong nó lại ngủ. Thì đôi khi là chị Tịnh Tâm chị lại không ở bên kế bên thì chị lại không có làm được cái gì cả. Mà la trong điện thoại thì mọi người cũng đã biết rồi, My mà một khi nó ngủ thì tôi nói thật mẹ mày dùng loa phát thanh để tai nó còn chả dậy. Nhiều khi trộm vào khiêng gỗ nó đi nó còn chả biết. Đấy, nên là thực sự rất là khó. Là không biết là làm cách nào đây để chị Tinh Tâm có thể là ở bên cạnh My và dạy cho My về việc học chữ, rèn giũa My một cách nó thật sự là chuẩn chỉnh. Và Hùng cảm thấy rằng là gần một năm qua cái người mà thực sự đã khiến cho My tiến bộ trong cái việc được học, việc đọc đó chính là chị Tinh Tâm. Nên là hôm bữa khi mà mình và chị Tinh Tâm có nói chuyện với nhau thì chị Tinh Tâm có chia sẻ với Hùng như thế này: Hùng ơi, thời gian qua khi mà chị đồng hành cùng với My thì chồng của chị là trong nhà cũng đã thấy rất là nhiều lần là chị dành thời gian ra để dạy một cái cô bé học online. Thì đôi khi là chồng của chị cũng có ngồi hỏi, thì chị là vợ mà, thì chị cái hôm đó là chị cũng ngồi chị nói cho chồng của chị nghe. Thì thật là may mắn là chồng của chị Tịnh Tâm lại là một cái người rất là thương vợ và cũng rất là thương những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì khi nghe về hoàn cảnh của My á thì chồng của chị Tịnh Tâm nói với chị Tịnh Tâm một câu như thế này: em ơi, em phải giúp con bé này đi, nếu như em không giúp con bé này thì thực sự tương lai anh kiểu đại loại giống như kiểu vợ chồng tâm sự với nhau là kiểu anh chồng anh trao cái động lực cho chị Tịnh Tâm thì tôi chỉ nghe lại thôi đấy. Thì anh chồng của chị Tịnh Tâm lại là một cái người mà hay xem tử vi đấy. Thì chị Tịnh Tâm chị kể lại cho tôi rằng là hôm bữa chồng của chị xem tử vi thì nói là cuộc đời của chị ấy phải gặp My và phải giúp cho My thay đổi, thì nó mới là cái phước phần của chị ấy. Đó cũng chính là cái lý do mà mọi người thấy rằng có rất là nhiều người đến với My đôi khi là họ cũng chả được một cái lợi ích gì cả, nhưng mà họ vẫn dành thời gian ra để mà rèn luyện cho My thế này thế kia. Thì cuối cùng là khi mà hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì anh chồng và chị Tịnh Tâm mới nói vui với nhau một câu: hay là mình đón My ra đây đi anh, mình đón ra đây, em tin chắc chắn rằng là My khi ở cạnh với em thì em mới có thể rèn luyện My trở thành một cái cô bé biết đọc biết viết một cách sành sỏi được. Với lại điều quan trọng nhất rằng là muốn tách My ra khỏi cái thế giới hiện tại bây giờ, đó là suốt ngày ở trong cái căn phòng cắm đầu vào game và suốt ngày ngủ nghỉ không thể kiểm soát được. Thế là vô tình là hai vợ chồng lại cùng tần số với nhau. Đúng rồi, em ơi, anh nghĩ rằng là nếu như có cơ hội thì em đón My ra đây đi, em đón My ra đây đi. Thì hai vợ chồng mình đó, cũng có hai vợ chồng của chị Tịnh Tâm là cũng có hai đứa con rồi, một nhóc cũng khá vừa phải thôi, hình như là cũng lớp 5, lớp 6 gì đó, còn cái bé nhỏ hình như là được khoảng tầm lớp 1, lớp 2 gì đó mình không nhớ nữa. Thì sau đó là chị Tịnh Tâm mới đặt cái câu hỏi đó cho tôi rằng là: Hùng ơi, nếu như mà chị muốn đón My ra ngoài đây để mà giúp My về việc học chữ thì em suy nghĩ như thế nào? Thế là Hùng ngồi suy nghĩ một thời gian, Hùng bảo rằng là nếu như thực sự muốn My thay đổi hiện tại bây giờ, bắt buộc là My phải không được ở trong cái môi trường hiện tại của My nữa. Bởi vì môi trường hiện tại của My là trong cái căn phòng của My. Tôi nói thật với mọi người, cái này tôi tâm sự thật, có My đang ngồi live đây luôn, My không bao giờ dám ra khỏi cái phòng nó. Mọi người biết lý do tại vì sao không? Đấy, nó mở live được kìa. Mọi người biết lý do tại sao My không bao giờ dám ra khỏi cái phòng của My, và lúc nào cái đèn nó cũng mờ mờ không? Đấy, mọi người thấy không? Cái đèn nó mờ mờ kìa, cái mặt nó kìa, uy tín chưa? Đấy, đèn mờ mờ nó chấp chấp. Đấy, lý do là bởi vì mẹ có hơn 100 triệu, mẹ cứ nhét vào gối á, là mẹ cứ nhét vào trong gối, mẹ không dám đi ra khỏi phòng, bởi vì mẹ cứ nghĩ rằng là ôi giời, tiền nhiều thế mẹ, tôi còn phải mua xúc đi, tôi còn phải mua mẹ về sở tích cơ, bây giờ tôi mà ra khỏi phòng thì bạn thân của ông vào giúp mẹ tờ xanh sao tôi biết. Đấy, mọi người ơi, đấy cái lý do mà lúc nào nó cũng chỉ muốn ở trong phòng mà không bao giờ, kể cả đi ỉa nó cũng ôm cái gối, là bởi vì nó nhét tiền vào trong cái gối. Ôi giời ơi, mọi người xưa đấy. Đấy, xong rồi
mình mới ngồi mình bảo là ủa con ơi, không lẽ cả cuộc đời con cứ sống trong cái phòng căn phòng và con bảo vệ cái tài sản đó à con? Con không phải ra đường con đi kiếm tiền hay con đi học nghề, không lẽ bây giờ con đi học nghề con cũng phải ôm theo cái gối đúng không? Đấy đấy, xong rồi tôi mới hiểu ra lý do là tại sao lúc nào nó cũng chỉ muốn ở trong cái phòng, nó không bao giờ muốn đi ra ngoài, nó không bao giờ muốn đi ra ngoài, thậm chí nó đi ỉa mẹ nó còn khóa phòng để xong nó kể với tôi, mà chị Nhi cũng kể với tôi, ôi trời ông ơi, nó nhà nó đi ỉa nó khóa phòng, nó không muốn đi Bến Tre mẹ mới được có 5 phút mà đòi về đấy. Đấy thì sau khi tôi tìm hiểu ra thì tôi mới biết rằng là nó có hơn 100 triệu nó cứ để trong gối á. Đấy nó đi đâu nó cũng sợ là ai vào phòng nó để lục gối lên để lấy tiền. Xong rồi tôi mới gọi điện tôi chửi cho một trận, tôi kêu mẹ mày sao bây giờ thế, bây giờ thay vì mày ngồi mày giữ tiền, bây giờ tao dắt mẹ mày ra ngân hàng mày làm cái sổ tiết kiệm tên của mày đi, thay vì mày ngồi mày ôm cái cọc tiền như này thì mày cầm một cái sổ thôi, kể cả mày có mất cái sổ đó mày ra ngoài ngân hàng phải bằng căn cước của mày thì mày mới lấy được tiền. Thế cuối cùng nó mới chịu nghe, nó đi ra ngân hàng để nó làm cái sổ tiết kiệm đấy. Bây giờ sổ tiết kiệm là tên Huỳnh Thị My, căn cước Huỳnh Thị My, mà dở một cái là làm sổ tiết kiệm mà làm 3 năm. Ui rồi tôi mới bảo là cuộc đời ta chưa bao giờ thấy ai đi là gửi sổ tiết kiệm mà mẹ mày làm tới 3 năm. Xong nó bảo là con đâu biết đâu, con già con không biết chữ, người ta hướng dẫn con thế. Xong tôi ngồi tôi mới giải thích cho nó, ôi giời con ơi, con làm sổ tiết kiệm con chỉ làm từ 6 tháng đến 1 năm thôi, con ra đó ví dụ sau 6 tháng sau 1 năm con có tiền lãi thì con rút, nếu mà con muốn gửi lại cái số tiền đó thì con gửi tiếp, bây giờ con gửi 3 năm thì ví dụ như 2 năm rưỡi sau thì con muốn lấy cái tiền đó con mua cái gì để ra ngoài ngân hàng thì có phải là mất đi mẹ mày 2 năm rưỡi tiền mà không có lợi không, không lãi suất không. Thế là bữa giờ biết ra làm lại chưa, nhưng mà đấy làm sổ tiết kiệm mà hơn trăm khoảng 100 triệu mà làm 3 năm, ui trời, tôi chưa thấy ai đi làm sổ tiết kiệm mà mẹ mày để tới 3 năm như nó, người ta làm khoảng 6 tháng 1 năm xong mẹ rồi, ui nào nể thế không biết đấy. Đấy, xong cuối cùng là đầu tiên là giải quyết được cái vấn đề là tiền không để trong gối đấy nha. Bây giờ nó có đi ẻ nữa thì nói chung là không sao, cuốn sổ cho nó cất kỹ rồi, kể cả cuốn sổ có mất đi nữa đâu có được đâu mọi người, đúng không mọi người? Ví dụ như bây giờ tôi giả sử tôi làm sổ tiết kiệm này, vô tình tôi ra ngoài đường tôi bị rớt cái sổ tiết kiệm đó, nhưng mà ông lượm được sổ tiết kiệm của tôi vào ngân hàng đâu phải ông làm là được, ông phải có căn cước công dân của tôi, ông phải cung cấp đầy đủ địa chỉ, ông phải có cái chữ ký ông mới rút tiền được chứ, chứ đâu phải là tiền vô tình ông lượm được cái sổ tiết kiệm của tôi là ông vào ông rút tiền đâu đó. Xong rồi cuối cùng là nó nghe lời đấy, nó nghe lời xong cuối cùng là nó làm xong cái sổ tiết kiệm đó. Là coi như là thứ nhất là giải quyết xong cái vấn đề rằng là không lo lắng về cái vấn đề là sau này phải đi ra ngoài đường hay là lo vấn đề là ai vào phòng này kia nữa, bởi vì đã có cuốn sổ rồi, thay vì cả cọc tiền bây giờ thành mẹ cái cuốn sổ cầm trên tay rồi, mày muốn mang đi đâu việc của mày, xong được chưa. Rồi vấn đề tiếp theo bản thân của My thực sự là chỉ thay đổi được nếu như mà bây giờ My ra khỏi cái môi trường hiện tại bây giờ, mình mới chỉ giải quyết được vấn đề là tiền không để trong gối nha. Còn bây giờ nếu mà trong phòng đó là My vẫn hàng ngày là FaceTime này, game này, giờ ngủ này, thì Hùng biết là Hùng cũng đã có cái sự gọi là mật vụ thông báo cho mình biết là thời gian vừa qua cũng có một cái người mà Hùng không biết là cái mặt mũi bạn ấy là ai. Hình như bạn này cũng chỉ hơn My được vài tuổi thôi, thì bạn ấy thường xuyên hay gọi điện FaceTime và nói chuyện với My cả ngày, và cứ cái ngày nào mà bạn ấy ví dụ như gọi điện cho My mà không được, hoặc là My vô tình gọi trai đó, thì bạn ấy giận hờn, ôi em nói chuyện với người này đúng không, ok không cần chị nữa đúng không này kia, xong cuối cùng block con My, xong cuối cùng kiểu đại loại giống như kiểu là bạn này có cái tư duy là muốn kiểm soát My. Mà Hùng nói thật với My, Hùng nói thật với tất cả mọi người, cuộc đời con người mình đừng bao giờ để cho người khác kiểm soát cái cảm xúc của mình, bản thân mình cũng là con người mà mình phải tự sống với những cảm xúc của mình chứ, đúng không nào? Đó nên là Hùng nghĩ rằng là nếu như mà My bây giờ cứ vẫn mãi ở trong cái căn phòng đó mà cái bạn kia lại mang cái tư duy là muốn sở hữu chiếm hữu thì thực sự là khó thay đổi lắm. Ví dụ như bây giờ hôm nay cô giáo dạy gọi cho FaceTime dạy chữ, em để chị chờ lâu quá em không thương chị này kia, mà mọi người biết tính con My rồi, cái con này là ai ngọt ngọt với nó cái là mẹ mày nó chạy theo như kiểu là cá vồ mồi đấy, nên là đôi khi nó cũng bị cuốn theo. Mà thực sự là mọi người, không phải riêng My đâu, mà cái độ tuổi này nó là như vậy, cái độ tuổi này nó là như thế. Nếu như mà ngày xưa mọi người ở cái độ tuổi này, mọi người sẽ thấy rằng là cái tâm lý của những cái người ở độ tuổi này là không thích nghe lời ba mẹ mà lại thích cuốn theo những cái lời ngon ngọt từ bạn bè. Nếu như ai ở cái độ tuổi này thì chắc là mọi người chúng ta cũng đã từng, bản thân Hùng cũng đã từng như vậy. Cái thời mà Hùng bằng tuổi My á, Hùng cũng không thích nghe lời ba mẹ, ba nói cái này mẹ nói cái kia, Hùng đều nghĩ là không đúng, mà Hùng lại thích nghe lời bạn bè nó nói mày phải thế này mày phải thế kia đấy, thế này đấy. Thì tâm lý đây là tâm lý chung, chứ mình không bảo là My là chỉ có My là như vậy, mà tất cả những người đã từng trải qua cái độ tuổi này nó thường là có cái tư duy và cái suy nghĩ nó giống như thế. Không phải bé bắp nha mọi người, chúng ta đừng có dùng cái, nói chung là Hùng đang chia sẻ với mọi người thôi, chúng ta đừng đi tìm người đó là ai, mọi người nghe để mọi người hiểu thôi, chứ mọi người ơi đừng mang toxic đến bất cứ ai cả. Kể cả mọi người có tìm ra được người đó là ai thì chúng ta cũng không có toxic,
Bởi vì chúng ta sống văn minh, chúng ta chỉ tìm phương án để thay đổi thôi, chứ chúng ta không thể nói ra câu chuyện để đi toxic người này người kia. Nên là Hùng xin được nói lại một lần nữa, Hùng nói ở đây để chúng ta hiểu được cái câu chuyện nó nằm ở đây là như thế nào và tìm ra cái phương án để thay đổi, chứ không phải là đi tìm xem cái người đó là ai, xong bắt đầu lại anh A, chị B, rồi chị C, rồi vô tình không phải là họ đi, thì tự nhiên là mang toxic cho họ thì nó kỳ quá. Còn nếu như giả sử là họ thật đi chăng nữa thì mọi người ơi, chúng ta sống văn minh, chúng ta thay đổi từ cái những cái người thân yêu của mình, chứ chúng ta không đi tìm những cái kiểu là toxic người khác. Bởi vì bản thân Hùng là cái người mà trải qua một năm toxic quá nhiều rồi, Hùng hiểu được cái sự toxic nó đem lại cho tâm trạng con người mình như thế nào. Nên là Hùng cũng không muốn ai bị toxic gì cả. Nên là tốt nhất chúng ta nghe để chúng ta hiểu cái câu chuyện mà Hùng đang nói ra để cho mọi người biết được cái phương án nó là cái gì thôi, chứ chúng ta đừng đi tìm ai. Ok nha mọi người, và chúng ta cũng đừng đoán mò hay làm cái nội dung là tôi nghĩ người này người kia làm cái gì cả, nghe thôi để biết ha. Rồi ok. Cho nên là cuối cùng Hùng ngồi Hùng suy nghĩ rằng là bắt buộc thứ nhất là My phải ra một cái môi trường mới để nó có hai cái cảm xúc sau đây. Cảm xúc thứ nhất là chị Nhi khi không còn ở cạnh gần My nữa thì chị Nhi có thực sự trân trọng và muốn con mình ở cùng với mình không? Nếu như thực sự chị Nhi muốn, chị Nhi phải bỏ nhậu. Và chắc chắn là mọi người, một thói quen không thể nói phát là ngày mai bỏ liền được. Ví dụ như ông nào ông nghiện thuốc nói mai bỏ thuốc thì đố bỏ được, đố mọi người. Nên khi mà chị Nhi không ở cùng với lại My khoảng 1-2 tháng thì liệu thực sự bản thân chị Nhi có trân trọng khi con mình đang ở cùng với mình hay không? Mình đã mất khoảng thời gian cả vài năm để mà con mình có thể được sống cùng với mình bây giờ, mà tự nhiên bây giờ mình cứ nhậu nhiều, con mình lại không thích nhậu. Đấy, thì bây giờ chị Nhi sẽ phải tự xác định rằng là nếu như thực sự chị Nhi muốn My ở cùng với chị Nhi phải dần dần bỏ nhậu đi. Ví dụ như một tuần 7 ngày chị đang nhậu 3 ngày chẳng hạn đi, thì ví dụ như bây giờ một tuần thành 2 ngày rồi, xong rồi tuần tiếp theo còn 1 ngày, rồi tuần sau nữa rồi bỏ dần dần đi. Hùng cũng đã từng nói nhiều về vấn đề này rồi, coi như là một cái cơ hội để cho chị Nhi thay đổi lại bản thân mình. Bởi vì bây giờ chị Nhi cũng là doanh nhân rồi, đấy, cũng bán buôn này kia, thì tất nhiên là đầu óc phải tỉnh táo để ghi đơn nó mới chuẩn được, đúng không mọi người? Bây giờ thu nhập rồi, tất cả fan hay là những cái người khách người ta đặt hàng online này, đầu óc phải tỉnh như đến lúc mà gói lạp xưởng lại mang Tiger gói vào đó. Thì nó lại mất quan điểm, đúng không mọi người? Đây này, chị Nhi là có thể cũng đang xem phiên live này. Đây cũng là cái tâm sự mà chị Nhi cũng đã nói chuyện với Hùng, và Hùng cũng đã nói chuyện với chị Nhi khá nhiều rồi. Đó là My thực sự không thích mẹ nhậu, và Hùng cũng nói thật sự thâm tâm của một người con, thực sự là My rất thương chị Nhi nên My mới có cảm xúc như thế. Nếu như mà con nó không thương mẹ thì bà muốn nhậu sao kệ bố bà, tôi chỉ cần sống trong cái thế giới của tôi là xong rồi. Thì chứng tỏ rằng là My nó phải thực sự rất là thương chị Nhi, nó mới mong muốn là chị Nhi không nhậu nữa, đúng không mọi người? Đó, nên là chị Nhi đang xem cái phiên live này, chị Nhi cũng biết được rằng là tâm tư của My đối với mẹ là rất là tuyệt vời. Thực sự là mọi người, trong cuộc sống này có những cái không thể giấu được, nhất là cảm xúc con người. Mọi người thấy có những cái phiên live My ôm mẹ, hôn mẹ, những cái đó là những cái cảm xúc thực sự của một người con dành cho người mẹ, chứ không bao giờ diễn được. Tôi nói thật, bây giờ mọi người kêu tôi đến tôi ôm ba tôi, hôn má tôi này kia, tôi không làm được. Bởi vì đấy là tính cách của mình không làm được cái điều đó. Có những cái người con họ thể hiện cảm xúc cho ba mẹ theo một cái cách khác nhau. Thì mọi người phải hiểu rằng là những cảm xúc mà My dành cho mẹ như cái nắm tay này, hay là cái ôm này, hay là hôn má chụt 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 này, tất cả những cảm xúc đó nó xuất phát từ tình yêu thương của một người con dành cho người mẹ, và nó là chân thành, nhưng nó không thể diễn được, nó không thể diễn được. Đó, nên là chắc chắn những ai xem live hay là mọi người chúng ta nhìn thì mọi người đều thấy được rằng là My thực sự rất thương mẹ. À, tình cảm mà My dành cho mẹ thực sự rất là ấm áp. À, đấy, chụt 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 đấy mọi người, cái phiên live mà hôn chụt 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 đấy, thì mọi người đã thấy rõ ràng rằng là bản thân của My có tình cảm và yêu thương mẹ rất là nhiều. Và khi mà My yêu thương mẹ như vậy, My mới mong muốn là mẹ không nhậu nữa. Bởi vì bản thân My biết được rằng là nhậu nhiều không tốt cho sức khỏe. Đó, nên là Hùng cũng đã nói về vấn đề này cho chị Nhi nghe. Thì coi như là cái thời gian nếu như mà chị My mà không ở bên cạnh mẹ mà khoảng thời gian đó, thì bắt buộc chị Nhi phải nhìn nhận xem coi là nếu như mà con của mình mà sống với mình mà con mình không thích mình nhậu như vậy, thì bây giờ mình có nên bỏ nhậu hay không? Đấy, thì cái đó là để cho mẹ con, hai mẹ con có thời gian thử thách với nhau. Thì bây giờ Hùng sẽ đưa ra cho My kế hoạch 6 tháng. 2 tháng đầu tiên, cuối tháng này là gia đình của chị Tịnh Tâm sẽ bay vào trong Sài Gòn. Thì Hùng sẽ ra sân bay để đón, và sau đó là đưa xuống nhà của My để nói chung là gặp, biết mặt nhau chứ mọi người, đúng không? Biết mặt nhau. Đó, sau khi biết mặt nhau nói chung là 1-2 ngày trong Sài Gòn rồi, thì mình sẽ mua vé máy bay cho cả chị Nhi cùng với lại My và Hùng đi ra ngoài quê, là ngoài Hà Nội. À, nhưng mà hôm bữa chị Nhi có nói với Hùng á, là em giao My cho Hùng, chứ em còn bận rộn công việc ở đây chứ chiếc không biết nhiều nên chắc em không có bay được. Thì ok, mình tôn trọng.
Nên là mình quyết định là mình sẽ mua vé máy bay và đi cùng My bay ra ngoài Hà Nội. Và mọi người ơi, thật là may mắn. Thật may mắn là nhà của chị Tịnh Tâm lại ngay gần nhà ông anh ruột của tôi. Mọi người biết anh ruột của tôi là sống ở ngoài Hà Nội. Nhà tôi có ba anh em, ông Thắng là ở Sài Gòn, tôi ở Sài Gòn, ông Thành thì ngoài Hà Nội. Mà nhà ông Thành với lại nhà cô giáo chỉ cách nhau có 10 phút chạy xe thôi. Đó là tôi hoàn toàn có thể nhờ anh của tôi qua để theo dõi xem coi là My nó học hành ra sao, cuộc sống như thế nào. Và lại còn điều quan trọng và vui hơn nữa là con gái của anh trai tôi là bé Cherry. Đó là đã từng gặp My ở ngoài Hà Nội và cái đợt mà hồi tháng 5 đưa My ra ngoài Hà Nội mà tô tượng trong cái quán cà phê ấy, mọi người có nhớ không? Đó, tôi hoàn toàn có thể nhờ anh trai của tôi là một tuần chủ nhật để đó rảnh rỗi chở Cherry qua để chơi với My. Và mọi người biết được chị Tịnh Tâm lại có hai người con cũng ở cái độ tuổi là dưới My một xíu thôi, là coi như là bây giờ là My không có thiếu bạn bè rồi, mà những người bạn hiện tại của My bây giờ lại là những cái người mà được giáo dục đàng hoàng rất là tuyệt vời đó. Và cái việc mà My về ngoài Hà Nội, thứ nhất mọi người nhìn thấy những cái phân tích tôi phân tích cho mọi người những cái thực sự nó lợi này. Thứ nhất, muốn thay đổi một con người thực sự là đầu tiên phải thay đổi môi trường sống của họ. Nếu như bạn bây giờ muốn thay đổi một cái người mà suốt ngày chỉ biết dùng cái từ gì nó dễ ra, đây nó giống như kiểu bây giờ bạn muốn thay đổi một cái người mà suốt ngày đâm thuê chấm mướn hay là tệ nạn xã hội đó, thì bây giờ bạn thay đổi môi trường của họ đi, cho họ sống trong một cái môi trường mà toàn ngày những cái người mà làm phước lành đi, cho họ vào chùa đi, ngày nào cũng nghe tụng kinh rồi quét lá đa để làm thiện nguyện đi, thì kiểu gì con người họ cũng phải bỏ đi cái tàn ác trong cơ thể con người mình mà làm một cái con người mới. Thì My cũng vậy thôi. Nếu như muốn My thay đổi cái hiện tại bây giờ là suốt ngày chỉ có ngủ trong cái căn phòng đó, không thể kiểm soát được suy nghĩ hay là giấc ngủ của mình, suốt ngày cắm đầu vào game, thì bây giờ bắt buộc phải thay đổi môi trường sống của My. Không cho My ở trong cái môi trường thế giới mà My tự tạo ra nữa, mà bắt đầu My phải có một môi trường mới. Và thật may mắn, môi trường nhà chị Tịnh Tâm lại quá tuyệt vời. Tôi sẽ là người đích thân đưa My ra ngoài đó. Tôi sẽ ở ngoài đó vài hôm để xem coi cái nơi đó như thế nào. Và tôi đã tìm hiểu rồi, nhà của anh trai tôi là anh Thành đi qua đó nó chỉ có 10-15 phút chạy xe thôi, nó cực kỳ gần. Bất cứ một cái vấn đề gì đó tôi chỉ cần alo thôi là anh tôi đã xuất hiện để xem coi là học tập của My như thế nào. Và tất nhiên là khoảng cách nó xa như vậy, không thể là tôi ra đó suốt ngày được. Nhưng chắc chắn trong thời gian mà My ở ngoài Hà Nội, tôi sẽ bay ra và tôi không có thông báo bất cứ một cái gì cả. Thậm chí cả cô giáo tôi cũng không thông báo luôn. Là tôi ra bất ngờ luôn để xem coi là con mình học như thế nào. Và đang ở trong cái môi trường mà vợ chồng của chị Tịnh Tâm yêu thương ra sao. Chắc chắn là mình sẽ làm cái điều đó. Và chắc chắn mọi người thấy những cái điều mà tôi làm nó phải xuất phát từ cái tình thương thực sự, chứ không thể tự nhiên làm một hai cái nó vu vơ này kia đâu. Ai đã đồng hành với cái hành trình này một năm qua, mọi người sẽ thấy thực sự bản thân Hùng có dành tình thương cho My thực sự hay không. Trải qua gần một năm trời, mọi người thấy rõ ràng khi trải qua tất cả các sự việc, Hùng tuy có những lúc hơi bị nặng lời với My, nhưng bản thân Hùng lại là người luôn luôn bảo vệ danh dự, nhân phẩm và định hướng tương lai của My. Đây là điều Hùng chắc chắn. Nếu như ai theo dõi gần một năm qua, mọi người thực sự nhìn bằng góc độ nhân văn và bằng trái tim con người của mình, mọi người sẽ thấy rõ ràng rằng tôi là một cái người tuy không có thân thuộc về máu mủ ruột thịt gì với My cả, nhưng gần một năm qua cái người bảo vệ danh dự cho My cũng như là định hướng tất cả mọi cái đồng hành cùng với My lại là ông Hùng đây này. Tuy là nhiều người ghét tôi, nói tôi thế này kia, nhưng thực sự một năm qua rõ ràng tôi là cái người đã làm được cái điều đó. Mọi người thấy rõ ràng là cái việc My bây giờ là kết nối lại cùng với mẹ, sống cùng với mẹ, rồi thay đổi tính cách con người mình, tất cả mọi cái, thực sự bản thân Hùng là cái người đã đồng hành bằng một cái tình cảm rất chân thành mới làm cái điều đó. Nên là những ai mà thực sự không thích mình cũng phải nhìn nhận lại cái hành trình của mình một năm qua. Có thực sự là mình đã dành thời gian và sự kiên nhẫn cho My để mà đồng hành cùng với My hay không? Tự mọi người nhìn nhận ra cái vấn đề đó. Nên là ngày hôm nay Hùng xin được chia sẻ lại vấn đề đầu tiên. Cuối tháng này tôi sẽ đưa My đi ra ngoài Hà Nội cùng với lại gia đình của chị Tinh Tâm. Cuối tháng này cũng đã vào Sài Gòn. Thứ nhất, khi tôi đi về Hà Nội, tôi sẽ coi là tôi sẽ biết được nhà cửa của cô giáo này. Từ từ mọi người ơi, sorry, tại chị Tịnh Tâm chị không thích gọi là cô giáo mà gọi là chị Tịnh Tâm thôi. Tại vì nghe cô giáo thì nó hơi hơi kiểu là xa quá, nên là cứ gọi chị Tịnh Tâm đi cho nó gần gũi. Nên là đầu tiên là tôi sẽ đưa My cùng với lại gia đình của chị Tịnh Tâm về ngoài Hà Nội. Thứ nhất là để My không ở trong cái môi trường thế giới hiện tại của My nữa. Và chắc chắn khi My về với cái sự dạy dỗ trực tiếp, nó sẽ hơn là cái dạy dỗ online. Tại vì một ngày chị Tịnh Tâm chỉ dành thời gian ra được có 30 phút đến 1 tiếng tùy vào cảm xúc,
và cái giấc ngủ của My mà dạy chữ cho My. Vậy mà thời gian qua là mọi người thấy không, chỉ dạy online thôi mà đã tiến bộ cho My hơn rất là nhiều, thì chắc chắn rằng là khi My ở bên cạnh chị Tịnh Tâm được dạy dỗ trực tiếp hàng ngày thì chắc chắn là My sẽ tiến bộ hơn rất là nhiều. Và cái điều thứ hai, Hồng đã nói chuyện với chị Tịnh Tâm là em rất là mong rằng là chị ra ngoài đó chị buộc phải thay đổi được cái thói quen giờ giấc ngủ nghỉ của My. Thì chị Tịnh Tâm chị nói rằng là vợ chồng chị sẽ làm được, em cứ yên tâm. Đó, bởi vì thực sự là trong tâm tâm của chị Tịnh Tâm là chị rất là thương My, cũng giống như thương một cái đứa con thôi. Đó. Nên là khi mà My về đó thay đổi được cái giờ giấc sinh hoạt, biến cái giờ giấc sinh hoạt nó thay đổi theo cái kiểu là ngủ giờ này này, dậy giờ này này, thì từ ngày nó thành thành một cái thói quen. Thì lúc đó bên cạnh cả cái việc mà học tập hàng ngày nữa thì My nó mới thể thay đổi được. Đó, thì khi mà My về đó thì mình với chị Tịnh Tâm cũng cho My đi học những cái lớp như là múa này, giày batin này. Ôi trời, tôi thấy chị Tịnh Tâm chị còn trang trí cả phòng học tập cho My nữa. Nó đẹp rạng ngời luôn, mua giày batin các kiểu. Đây tôi cho mọi người coi. Nói chung là người ta thương yêu thực sự, nên là mình cảm thấy thực sự là cuộc đời My rất là may mắn khi gặp được phải những người như vậy. Nhưng mà bản thân mình cũng phải thực sự là cái người cố gắng đó. Đây, chưa về là mua cho mẹ nó đôi batin này. Đây, đôi batin đẹp chưa? Rồi phòng học này. Đấy, phòng học này. Đây, con gái út của vợ chồng chị Tịnh Tâm này. Đấy. Đấy, thậm chí là cả môi trường học tập cũng như là ngủ nghỉ nha. Nó rất là sạch sẽ, nó rất là gọn gàng và thực sự mình cảm giác nó giống như kiểu một cái nguồn năng lượng tích cực ạ. Thì bắt buộc là khi mà My về đó thì bản thân My phải có sự thay đổi. Nên là Hùng cho My trong vòng thời gian là 2 tháng. Trong vòng thời gian 2 tháng đến khi mà Hùng gặp My chính thức ở Sài Gòn, My bắt buộc phải thay đổi được hai cái sau đây. Cái thứ nhất, giờ giấc sinh hoạt. Giờ giấc sinh hoạt ở đây là gì? Là bạn tự đi ngủ và bạn tự dậy, chứ không cần phải một ai tác động. Không cần phải ông Hùng gọi điện rồi la mắng, hay là mẹ gọi điện là con ơi con dậy đi rồi thế này kia, mà nó sẽ là nằm ở ý thức. Có thể là đặt chuông báo thức, nhưng mà chuông báo thức reo là biết đến giờ đó là phải dậy. Bắt buộc sau 2 tháng Hùng gặp My phải làm được cái điều đó. Cái thứ hai, sau 2 tháng tôi cũng đã nói chuyện rõ với vợ chồng của chị Tịnh Tâm rồi. Chị có chắc rằng là sau 2 tháng là My có thể đọc và viết sành sỏi không? Chị Tịnh Tâm bảo chị chắc chắn. Chị dạy online một ngày có 30 phút thôi, mà một tuần được có 2-3 buổi thôi mà chị còn dạy được, thì chắc chắn là khi My ra đây chị hoàn toàn có thể rèn luyện cho My về việc đọc, việc viết một cách rõ ràng. Ok, thế thì em chắc chắn là em sẽ cùng đồng hành trong cái hành trình này để cho My nó có một cái sự thay đổi và tiến bộ. Nên sau 2 tháng nữa khi mà chính thức Hùng đón My từ Hà Nội vào lại Sài Gòn, My phải làm được hai cái. Giờ giấc sinh hoạt có sự thay đổi những thói quen không tốt con người trở thành những thói quen mới. Và cái thứ hai, đọc viết phải thật sự là sành sỏi, chứ không phải là đưa một cái tấm biển xong bắt đầu ngồi đánh vần bớ bớ này kia. Hùng muốn sau 2 tháng nhìn vào chữ ít nhất là có thể đọc sành sỏi được hơn 90% mà không phải ngồi đánh vần nữa. Bởi vì mọi người biết rằng 2 tháng nó tới 60 ngày, đúng không? 22 tháng nó tới 60 ngày. Coi như là 1 năm qua là cái thời gian là đồng hành với My là coi như là như vậy rồi. Còn bây giờ thêm 2 tháng nữa là một cái thời gian là 60 ngày cũng khá là dài rồi. Sau 2 tháng khi My vào đây, Hùng sẽ mướn nhà để cho My với mẹ của My lên ở. Thì trong 2 tháng đó Hùng sẽ bắt đầu là cho My đi học nghề. Nếu như My, khoan nha mọi người, nếu như My làm được 2 cái vừa rồi nhá, còn sau 2 tháng mà vào đây là thôi giờ giấc vẫn như hiện tại là đọc viết không ra gì, thôi coi như là tôi bó tay, hết phương án rồi. Hơn 1 năm qua coi như là hết phương án rồi, không còn phương án nào nữa. Là cái này là coi như bản thân My là tự lựa chọn cái việc đó, không phải là nằm ông Hùng nữa. Ông Hùng đã đưa ra. Mọi người ơi, không, chị Daisy comment sai là 6 tháng. Ý là 6 tháng nhưng mà nó từng kế hoạch. Chứ mà 6 tháng mà chỉ tập trung vào việc học thôi thì thực sự là quá dở. Thiệt. Mọi người ơi, 6 tháng mình chia ra làm 3 giai đoạn. Mọi người nghe lại nha. 6 tháng mình chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là 2 tháng cho cái việc học và thay đổi bản thân. Chứ không phải là 6 tháng chỉ để tập trung cho cái việc thay đổi bản thân và học chữ. Trời ơi, trời ơi, 6 tháng mà 1 năm đã trôi qua rồi mà bây giờ cho thêm 6 tháng nữa thì thôi bó tay. 6 tháng là... ý là mình chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là 2 tháng đầu tiên để cho My tập trung vào cái việc thay đổi bản thân, học hành thành thạo chữ. 2 tháng tiếp theo là khi My vào đây, 2 tháng ít lắm hả? Tôi lại thấy 2 tháng là khá dài. Mọi người ơi, khi mình đặt mục tiêu cho bất cứ một ai, mình đừng đặt mục tiêu cho họ thấy là thời gian nó dài. Thực sự là có những cái người thầy hay là có những cái thứ người ta ép bản thân chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi. Con người hoàn toàn có khả năng làm cái điều đó. Không thấy 2 tháng 60 ngày là quá.
Ok, một thói quen của con người trong vòng 21 ngày nếu như họ tập trung thay đổi là thay đổi được. Còn đây tới 2 tháng là tới 60 ngày mà mọi người chúng ta lại bảo là nó quá ít, thì Hùng cảm thấy rằng là chúng ta đang tạo điều kiện cho My quá nhiều. Nếu như mà thực sự bản thân My tập trung thay đổi về cái điều đó thì chắc chắn 2 tháng là một thời gian khá ok. Mọi người ơi, 2 tháng là thời gian ok đấy. Trên trường học vậy thôi, làm gì có thầy có giáo viên nào hay là hiệu trưởng nào tạo điều kiện cho một cái đứa học sinh 2 tháng chỉ được học một bộ môn. Trời ơi, 2 tháng tao tao dạy đến cái lớp này mà mày không theo kịp thì thôi mày ở lại lớp. Đúng không mọi người? 2 tháng là thời gian ok rồi. Đó, sau 2 tháng thì lúc đó mình sẽ xem coi là cái việc thay đổi bản thân My cũng như là cái việc học tập nó như thế nào. Đến khi My vào Sài Gòn thì Hồng sẽ mướn nhà cho chị Nhi với My ở cùng với nhau. Đó thì cái câu chuyện đó là của 2 tháng sau. Thì lúc đó My vào đây thì My muốn đi học nghề make up. Đó, biết đọc biết viết rồi. Chữ chiếc ok rồi. Giờ rất sinh hoạt thay đổi rồi, thì bây giờ đến 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 cái lúc My áp dụng những cái điều đó vào cái việc My đi học. Ví dụ ngày mai cô giáo dạy cho con vào lúc 9 giờ sáng lớp học make up, thì con phải tự tính toán được cái giờ nào là con ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, tắm rửa ăn uống làm sao để 9 giờ con có mặt ở cái lớp học make up đó con học, là bản thân con phải tự sắp xếp, chứ không phải là vào trong Sài Gòn xong chờ đến ông Hùng 8 giờ gọi điện rồi ngủ dậy sau đó đánh răng rửa mặt rồi 9 giờ đi. No, sau khi con đã từ ngoài Hà Nội vào trong Sài Gòn rồi thì con phải tự lập về cái điều đó. Ngày xưa đến khi mà tôi học lớp 7, lớp 8 rồi thì làm gì có chuyện mà chờ bố mẹ gọi dậy để đi học nữa. Mình đã tự ý thức lớn về cái điều đó rồi, đúng không mọi người? Đó, nên là mọi người ơi, mọi người trước mắt là mọi người cứ nghe đi, mọi người đừng ra thêm bất cứ một khoảng thời gian nào. Đây là cái phương án mà mình đã đưa ra rồi. 6 tháng mình chia ra làm 3 giai đoạn, chứ không phải là 6 tháng chỉ tập trung cho mi cái việc học, ăn uống, ngủ nghỉ, thay đổi đâu. 6 tháng mà làm một cái con người như vậy là thường thấy nó quá dài. Một năm qua nó đã quá dài rồi, bây giờ mọi người lại còn 6 tháng để chỉ thay đổi mỗi cái con người về cái việc học với lại viết với lại thay đổi thói quen sinh hoạt, thì tôi cảm thấy mọi người đang yêu thương mi quá. Khi mà chúng ta yêu thương mi quá thì nó không thể giống được trong môi trường quân đội đâu. Môi trường quân đội 5 ngày mà mày không thay đổi là mày chết mẹ mày luôn, như ở đó mà 6 tháng. Ông thử đi quân đội một ngày xem, ông ngủ dậy trễ một hôm coi là 19 người khác đã bị phạt rồi, chứ ở đó nó cho ông 6 tháng. Nên là mọi người phải hiểu rằng là thời gian nó đâu còn nhiều đâu. Mọi người quá là dễ dãi với My với việc thời gian thì chắc chắn là My sẽ không thể thay đổi tiến bộ được. Bởi vì trong đầu suy nghĩ rằng là ôi 6 tháng mà tháng này không được thì tháng sau, từ sáng xong được, làm cho con người sẽ bị trì trệ đi, thì cái suy nghĩ đó lên con người phải thúc đẩy và phải có tính kỷ luật, đúng không mọi người? Đó thì con người ta mới thay đổi được. Và mọi người ơi, tôi xin nói thẳng một câu như này nha. Tôi biết nhiều người cũng dành tình thương cho My, bản thân Hùng cũng rất là thương My, nhưng từ giờ trở đi Hùng không muốn nghe mọi người comment những cái câu như là My nó còn nhỏ mà, ôi từ từ đi rồi biết thay đổi, nó biết thay đổi nhiều rồi. Mọi người ơi, tất cả những cái câu nói đó không phải là câu nói tạo động lực mà nó làm cho My đi xuống. Và lúc nào Hùng cũng cảm thấy rằng là My được quá nhiều người yêu thương và luôn luôn bảo vệ những cái sai của My khiến cho My không thể tiến bộ được. 16, 17 tuổi rồi mà còn nhỏ cái gì? Một năm trôi qua rồi mà còn bảo là từ từ, thì bao giờ từ từ được nữa? Mọi người ơi, một năm nó đã trôi qua rồi, mọi người thấy không? Một năm qua mọi người cứ bảo là mi từ từ đi rồi mi thay đổi, mi nó còn nhỏ quá, thì cuối cùng là mi đã thay đổi được cái gì về về mặt thói quen sinh hoạt hay là học tập chưa? Nên là chúng ta phải hiểu rằng là tốt thì chúng ta phải khen, còn cái gì không tốt là chúng ta phải nhìn thẳng vấn đề. Đấy là cách giáo dục của tôi. Còn tôi không biết là mọi người giáo dục người khác như thế nào, nhưng tôi là người như vậy, thẳng tính. Cái gì tốt thì khen, cái gì không tốt nói thẳng, chứ không có vuốt ve. Con người ta phải đôi khi cứng rắn trong lời nói thì nó mới thực sự trở thành người trưởng thành được. Mọi người ơi, mọi người thương mi quá là không hay đâu. Tại vì mọi người phải nhìn coi trước đây mi là cái gì. Mi là một cái cô bé va chạm cuộc đời, trời ơi, cuộc đời nó dập cho nó thổi lửa xong nó chạy rồi nó ở bụi mở bốn. Cuộc đời của mi là nó đã trải qua tất cả những cái điều đó rồi, thì mọi người chúng ta lo gì cái việc mi sợ bị thế này thế kia, đúng không mọi người? Đó, nếu như My là một cái cô bé xuất thân trong một cái gia đình giàu có, coi như là giống như kiểu là từ trứng trong nước, thì đôi khi mình cảm thấy rằng là bây giờ áp đặt nó hay là thay đổi nó như vậy thì rất là khó, nhưng mà My đâu phải là một cái cô bé như vậy đâu. Trời ơi, mọi người nhìn lại coi 2-3 năm trước coi, ở bờ bụi, ở trong công viên, sống ở gầm cầu, cái gì mà My đã từng trải qua rồi. Những cái đó nó còn khủng khiếp hơn là cái việc mà khiến cho My đã học chữ hay là thay đổi thói quen sinh hoạt. Trời ơi, nó phải dậy đúng giờ đúng giấc với tiếng gọi của cuộc sống. Ngày xưa đâu có ai tự đánh thức nó dậy để nó đi thổi lửa đâu. Mọi người thấy ngày xưa nó bé, My nó cũng ở trong một cái môi trường có những cái người bạn đi thổi lửa. Đâu có ai đánh thức nó dậy đâu, tự nó giờ đến dậy, bởi vì nó phải dậy bởi vì tiếng gọi của cái việc đi kiếm tiền. Nó phải tự dậy rằng là bởi vì nó biết là ngày hôm nay nó không đi thổi lửa thì nó không có tiền để mua cơm, không có tiền để ăn, không có tiền để uống, nó tự dậy ra thầy.
đúng không nào? Nên là chúng ta phải hiểu rằng là My nó đã trải qua những cái cuộc sống như vậy rồi, thì chúng ta hãy đôi lúc chúng ta đừng đừng dùng những cái câu từ kiểu như vậy nữa. Một năm trôi qua là khá dài rồi, nên là Hùng rất là mong rằng là sau này chúng ta sẽ không dùng những cái từ như là từ từ bé thay đổi, bé nó còn nhỏ mà. Hùng cảm thấy rằng là không nên, nè, phải cho My cái nhìn nhận cái bản thân của mình. Mọi người thấy quan điểm của Hùng rất là rõ ràng. Ba thấy cái này không được nha con. Một năm trôi qua rồi, đến cái giờ này con phải tự ngủ dậy. Hẹn 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 ba hay hẹn bất cứ ai, đến giờ này con phải tự dậy, chứ không phải là con đòi cho bằng được rồi đến hôm sau con hẹn người ta con lại bảo là thôi buồn ngủ quá không đi đâu. Không được con ơi, như vậy là vừa mất uy tín, mất đi cái tình thương của người khác dành cho con. 15, 16 rồi mà nhỏ cái gì nữa, đúng không mọi người? Nên là Hùng muốn rằng là chúng ta đã ra kế hoạch rồi, phương án nó rõ ràng rồi, thì My cần phải có cái sự quyết tâm. Còn nếu như mà sau cái quãng thời gian mà cuối cùng My lại trở lại với cuộc sống giống như hiện tại bây giờ, thì Hùng nói thật, lúc đó Hùng sẽ lên live và chắp tay xin lỗi mọi người, coi như tôi bó tay. Thiệt, tôi tuy không phải là người đẻ ra My, tôi cũng không phải là cái người có phải có trách nhiệm đi với My đến hết cái quãng đường sau này, nhưng nếu như sau cái khoảng thời gian đó mà My đã vẫn trở lại với cuộc sống hiện tại bây giờ thì thôi, tôi sẽ mở phiên live, tôi chắp tay, tôi xin lỗi mọi người, coi như là tôi không đủ khả năng nữa, bởi vì tôi đưa ra quá nhiều phương án rồi. Đây là phương án cuối cùng. Nếu như mà cảm thấy thực sự là không thể thay đổi được My thì coi như đây là cái sự lựa chọn của My. Và Hùng xin lỗi, mình không làm được nữa. Và cuối cùng là Hùng chỉ đồng hành với My về mặt kinh tế thôi. Có nghĩa là sau khoảng thời gian mà Hùng vừa nói ra đó, mà My không thể thay đổi được, vẫn là cái cuộc sống hiện tại bây giờ, thì Hùng chỉ đồng hành với My về mặt kinh tế. My muốn tự làm cái gì thì My tự quyết định, My muốn dạy giờ nào My tự dạy, My muốn làm sao My tự quyết định. Hùng đồng hành với My về mặt kinh tế. Cả chị Nhi Hùng đã nói rõ ràng quan điểm về cái vấn đề đó rồi. Ok nha mọi người. Rồi ok, My ơi, còn nào, coi like em con ơi. Để gọi điện cho My nha. Nhiều khi nó nghe biết nó buồn ngủ mẹ rồi lên. Xem nó còn thức không. Gọi tôi chết tôi rồi. Có vẻ là nó để ra ngoài xong nó ngủ mẹ luôn này. Ôi giời, ôi giời. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, nhạc chờ hay quá. Nhạc chờ hay quá. Này, để gọi điện cho bản thân xem nào. Biết ngay mà. Nó để la đấy kiểu gì nên mẹ mình nghe cái tiếng âm thanh của ba nó còn nghe hơn cả nhạc Dương Cầm thì nó ngủ là đúng mẹ nó rồi. Để gọi điện cho bản thân nha. Anh rồi. Alo. Con không mẹ đi. Alo. Dạ dạ. Ngọc Anh hả? Mẹ. Ngọc Anh ơi. Mẹ. Mẹ ơi, chị mẹ đi. Ngọc. Ôi. Không tắt máy. Alo. À, con đây, nãy giờ con làm gì mà ba gọi không được nhỉ? Đi ăn cái gì con? Đậu dấu đâu? À, con ăn cái gì đấy? Con ăn gì đấy? Hả? Con ăn gì vậy? Con ăn gì đấy con? Hey, ba hỏi là nãy giờ ba live ba nói chuyện với mọi người về vấn đề học tập của con có nghe không? À thế hả? Thế bây giờ con lên TikTok đi, con BK. Con BK với ba đi, xong rồi nói chuyện với mọi người một xíu nào. Alo. Làm luôn nha. Alo. Lên TikTok gọi cho ba. Mọi người đợi xíu đi, xem nó gọi xem rồi nó sẽ nói cái gì. Úi dồi, khàn hết cả cổ. Ủa, nó gọi cho ta, mọi người đợi xíu coi. Úi dồi, 54 yêu cầu, kinh thế. Ủa, rồi cái yêu cầu của nó nằm ở đâu? Mọi người đợi xíu nha. Đây. Ủa, đâu rồi? Chấp nhận đâu á? Alo.
Rồi con ơi, con nói chuyện với mọi người một xíu nào. Nãy giờ ba nói về cái suy nghĩ của ba cũng như là về cái kế hoạch dành cho con, rồi con nói chuyện với mọi người xíu đi. Có 7.300 người đang chờ nghe con nói về cái sự quyết tâm của con đó. Nói chuyện đàng hoàng. Dạ. Sao? Thì con quyết tâm. Quyết tâm sao? Quyết tâm học giỏi. Ba nghe câu này cũng quen lắm rồi đó. Con có một cái gì kỷ luật bản thân mình nếu như con không làm được không? Có. Nói đi con. Không làm được thì không biết chữ thôi. Thôi nha, tắt đi nha con. Ba không nói chuyện với cái người không nghiêm túc. Không, con nghiêm túc mà. Nghiêm túc sao? Nói lại đàng hoàng. Là con cố gắng quyết tâm. Mày dùng hai cái điện thoại sao mà nghe giọng tao mày như chim hót líu lòi vậy? Mẹ con mở lo cực kỳ lớn luôn. Cả nhà đang nghe à con? Dạ mẹ. Lại cho con 2 tháng nữa nha. Làm được không con? Dạ được. Ok. Ba cho con 2 tháng. Thứ nhất, khi con ra đó con cũng không có game suốt ngày nữa, không có play time với người kia. Thay vì những cái thời gian con chơi game, ba sẽ để cho con đi học múa, học bật ba tin này, học này học nọ để con thay đổi. Và bên cạnh đó là cái việc con tập trung vào cái gì? Ba tin con biết chạy mà. Thì nói chung là thay những cái thời gian để con chơi game thành những cái thời gian để chơi thể thao và học tập, được chưa? Dạ, nước miếng chứ không mẹ. Nói chung là ba con mình đồng hành với nhau 1 năm rồi. Nên là bây giờ mình sẽ không thể có những cái suy nghĩ rằng là cứ từ từ nữa. Mà chúng ta cần phải tập trung vào thực sự để thay đổi. Ok con. Dạ ba. Rồi ok, thế ăn dưa hấu tiếp đi để ba live stream nói chuyện với mọi người. Không, để nữa đây chơi luôn. Thế đi. Ở đây chơi luôn. Chắc chưa? Chắc. Thế hả? Rồi nói gì với mọi người đi con, sau khi con nghe ba nói xong. Hết cỡ quá. Tự nhiên hết cỡ quá trời. Con ơi, ba hỏi con một câu được không? Con có thể bật cái đèn lên cho ba coi được không? Sao cái phòng của con gọi điện không bao giờ con bật đèn này, nhìn nó cứ mờ mờ ảo ảo vậy. Đời hư áo đưa mì và cơn mê. Mở cái đèn lên coi nào. Đấy, con có thấy con mở cái đèn lên nhìn đèn nó sáng sủa không? Gọi điện mẹ mày y như kiểu trong phòng mờ ấy, lúc nào cũng đèn nó mờ mờ ảo ảo. Cái gì? Cái gì? Dạ. Cái gì? Mày nói lại coi nào. Cái phòng này nó giống như ở trong phòng 3 vậy. Phòng 3 cái gì? Bật đèn lên nhìn nó sáng sủa cả nhà không? Gọi điện lúc nào đèn mờ mờ hào hào. Con thích màu hồng mà. Mày thích màu hồng nhưng mà mày tùy từng lúc thôi, mẹ mày buổi tối mày cũng để màu hồng. Sáng có để đâu. Đèn trong, tối. trong cái phòng mà. Cái gì? Giờ nè. Ba tin ông, giờ con tắt hết đèn màu, con tắt đèn kia luôn, nó tối hùi luôn, giống như con ma vậy. Tất nhiên tắt đèn là phải tối chứ, cái con này. Ba coi nè. Không. Mày phải coi, tao cũng tắt đèn này, mẹ tao tắt đèn nhà tối hùi nè. Tao tắt đèn thêm cho mày coi nè. Nè. Nè ba. Tối hùi tao, mẹ phải tắt thêm nữa cho mày coi nè. Đấy. Chắc không tối hùi. Chắc mày tối thui, mày ngu với mẹ mày bắt tắt đèn không tối thui. Mày bật đèn thì nó mới sáng, mày tắt đèn rồi không tối thui. Mẹ cười hoài đi. Bye bye. Ba làm gì mà bị sập á. Hỏi cái câu thì con tắt đèn nhà tối thui ấy mày. Mày tối không ngủ, sợ ma. Sợ ma mày để cái đèn đó cho tao, chắc tao không sợ. Để đèn thì ngủ nó đỡ hơn mà. Nghe không? Bật đèn lên nhìn sáng sủa lắm nghe, tỏa ánh hào quang. Hay
Ê, khoan, cái con gấu gì vậy? Cái đẹp. Cái con gấu gì đẹp quá vậy? Gấu gì gấu mày tặng mày còn mẹ mày còn Hollywood. Rồi đang làm gì? Hả? Đang làm gì? Bút băng. Cái gì? Đi ăn. Đi ăn hả? Nè ăn nè. À, ngon nhỉ. Ngon. Bây giờ thằng Đạt nó nhắn tin, anh ơi cho em làm kiểm duyệt viên. Anh có thấy được cái comment của mày đâu. Bây giờ không thấy được comment của thằng Đạt. Rồi nha con, cuối tháng này mình cùng nhau let's go nha. À mọi người ơi, sẵn ở đây thì mình cũng xin được chia sẻ với mọi người luôn. Không biết là nếu như mà My về ngoài Hà Nội á, thì xin cũng sẽ có những anh chị hay là cô chú yêu mến My muốn được gặp My. Nhưng mà Hùng cũng xin được chia sẻ một cách rất là chân thành. Đó là thực sự là nếu như mà mọi người chúng ta mong muốn là My nó có thể thực sự thay đổi được, thì Hùng cũng mong rằng là mọi người cho My cái khoảng thời gian riêng tư trong cái thời gian đó, để My nó tập trung cho cái việc mà thay đổi về bản thân mình và học tập. Bởi vì mọi người cũng biết rằng là khi mà mọi người chúng ta xin gặp My á, nếu như giả sử đi Hùng cho người này gặp mà người khác lại không gặp, thì đôi khi mọi người chúng ta lại đánh cháo khái niệm, nói rằng là ôi chắc là ông Hùng với cái người này người kia thế này kia. Mọi người đã nói chung là một năm trôi qua mọi người đã thấy rồi, cái ai mà giống như kiểu mà tôi tạo điều kiện cho một cái gì gì đó hay là vui vẻ gì đó, thì sau đó lại có những cái câu chuyện không hay đối với chính cái người đó, đối với chính My. Hoặc là tôi cũng không muốn rằng là nhà riêng của cô giáo là được mọi người biết, bởi vì Hùng chẳng biết rằng là ai thực sự là người ta yêu mến cái hành trình này, hay người ta có yêu mến My thực sự không. Rồi đôi khi là biết nhà riêng của cô giáo đôi khi đến làm phiền hay này kia cái, thì đôi khi mình cũng thấy là bản thân mình cũng chả giúp được gì cho cô giáo nhiều, mà tự nhiên lại mang cái sự phiền phức đến cho cuộc sống gia đình của người ta, thì mình thấy nó cũng hơi cái gì. Thôi ăn đi. Nên là Hùng rất là mong rằng là khi mà My về đó, thì cũng mong là mọi người chúng ta cũng không có gọi là liên hệ hay gặp. Còn lâu lâu mà My đi đâu chơi, ví dụ ra phố mà vô tình gặp là chuyện bình thường. Là chuyện bình thường ha mọi người ha. Hùng mong là cái điều đó nó sẽ thoải mái hơn. Hùng thì là cái người mà nói trước đỡ sợ mất lòng. Đến cái lúc mà mọi người chúng ta muốn này kia thì Hùng cũng rất là khó. Tại vì bản thân Hùng thời điểm mà khi mà My ở ngoài đó thì Hùng cũng không phải là cái người trực tiếp ở bên cạnh My. Nên là Hùng cũng không biết là phải như thế nào cả. Cái người mà Hùng thực sự là duy nhất muốn cho My á, My gặp khi mà My về ngoài Bắc, đó là anh trai của Hùng, đó là anh ruột của Hùng. Anh ruột thì nhà ngay gần đó, cho cháu qua chơi hay là dẫn My đi cùng với cháu đi uống cà phê hay là đi chơi bời hay là vui chơi này kia thoải mái. Tại vì anh trai của Hùng á, là anh Thành đó, thì cứ cuối tuần rảnh là hay dẫn Cherry đi chơi. Nếu mà ai có follow TikTok của ông thì mọi người thấy là ông hay đăng mấy cái clip dẫn Cherry đi trượt và patin hay là chơi mấy trong cái khu vui chơi ấy. Thì bây giờ mình cũng nói là em cho My về rồi, thì hôm bữa ông cũng bảo là ôi thế My về gần ở nhà anh đều ok đó, để hôm nào là để cứ nào rảnh rảnh anh chạy qua anh coi cho. Thì mọi người thấy rõ ràng là những người thân của tôi cũng dành một cái tình cảm rất là yêu mến My, giống như là con cháu trong gia đình. Nên là Hùng cũng rất là vui khi mà tất cả những người thân thiết nhất đối với mình thì họ cũng có cái tình thương đối với My. Đấy là một cái điều mà thực sự là Hùng cảm thấy là My nó có rất là phước báu. Nên là phước báu của mỗi người thì họ phải biết trân trọng và là gia tăng cái phước báu đó lên bằng cách là bản thân họ phải có cái sự thay đổi và quyết tâm. Đây là ngày hôm nay là khi mọi người nghe My nói như vậy rồi thì mọi người chắc là cũng đã hiểu rõ ha. Rồi vấn đề tiếp theo Hùng nói với mọi người, đây là lần cuối cùng Hùng nói về vấn đề này. Hùng biết là có rất là nhiều người họ cố tình làm cái điều đó. Nhưng mà bây giờ thì Hùng cũng coi như là tiếng chó sủa ven đường rồi. Đây là lần cuối cùng Hùng nói về vấn đề này. Hùng và My trong mối quan hệ là tình cảm, ở đây là tình cảm cha con. Hùng đã nói cái điều này hàng ngàn lần rồi. Hùng dành tình thương cho My giống như một người cha dành cho đứa con. Và My thì cũng xem Hùng giống như một cái người cha. Giữa Hùng và My chưa bao giờ Hùng trên bất cứ một cái phiên live nào Hùng nói rằng là mình có tình cảm nam nữ với My. Hùng cũng chưa từng bao giờ thề non hẹn biển hay hứa bất cứ một cái điều gì về vấn đề trai gái.
Hùng đã từng nói rất rất nhiều lần rằng là tình cảm Hùng dành cho My thời gian đầu là sự đồng cảm. Và sau này khi mà càng đồng hành cùng với nhau, Hùng mới hiểu ra rằng là tình cảm Hùng dành cho My giống như một người cha. Chưa bao giờ Hùng nói là tình cảm trai gái gì cả. Nên đây là một lần cuối cùng Hùng nói và khẳng định lại một điều rằng tình cảm ở đây, chúng tôi đồng hành cùng với nhau giống như gia đình. Và tình thương tôi dành cho My là tình thương giống như một người cha dành cho đứa con. Nên là tôi mong muốn rằng sau này chúng ta sẽ không làm bất cứ một cái nội dung gì mất đi cái quan điểm và cái tình cảm mà tôi dành cho My hay là My dành cho tôi nữa. Chúng ta đừng cố tình làm những cái nội dung. Không biết là có nhiều người gần đây đang cố tình làm cái nội dung như vậy, bởi vì họ biết rằng là Hùng không thích cái nội dung đó. Nhưng mà rõ ràng là cái điều mà họ cố tình họ làm, trong khi chính chủ đã lên tiếng đòi, cái đó là họ vi phạm pháp luật đó mọi người. Bởi vì My là một cái cô bé trẻ dưới vị thành niên, mà bây giờ là suốt ngày đi làm những cái nội dung mà yêu đương rồi đám cưới này kia các kiểu, trong khi chính chủ đã lên tiếng rằng tình cảm chúng tôi là tình cảm cha con. Tất cả những người xem live người ta đều đã nghe thấy rồi, mà còn cố tình làm cái nội dung như vậy là người ta đang cố tình vi phạm pháp luật và xâm phạm đến cái quyền của trẻ em. Nên là Hùng hôm nay nói lại một lần cuối cùng. Nha. Bản thân Hùng cũng là một cái người con trai và mình cũng cần phải có sự hạnh phúc của mình, đúng không mọi người? Mọi người xem phim Mai có cái câu gì nhỉ? Em muốn được yêu, em gần 40 tuổi rồi. Thì tôi bản thân tôi năm nay cũng ba mấy tuổi rồi. Mọi người đừng có đánh tráo khái niệm và cứ nghĩ rằng là ôi cái kết đẹp là mọi người chờ 2 năm nữa. Mọi người ơi, cái kết đẹp của hành trình này chính là My trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, có kiến thức, trưởng thành và giúp ích cho xã hội. Đấy mới là cái thông điệp và cái kết đẹp của hành trình này. Chứ cái kết đẹp của hành trình này nó không phải là giống như mọi người chúng ta suy nghĩ là ôi thiên nga tung cánh para. Mọi người ơi, tôi nói thật, những người đang xem live này, mọi người hãy tự trả lời cho mình rằng những người đang xem live này có những người đang hạnh phúc trong hôn nhân, cũng có những người đã từng vấp ngã trong hôn nhân. Mọi người hãy tự đặt ra câu hỏi đi. Có những người, người ta đến với nhau, người ta đẻ ra 2-3 con, người ta còn ly dị hay người ta còn chia tay được, chứ huống chi là ba cái chuyện đào lao bi đao. My nó còn trẻ như thế này, hãy để cho nó thay đổi con người mình, tập trung vào việc học tập. Sau này nếu như My trở thành một thiếu nữ xinh đẹp có kiến thức, My xứng đáng để nhận được những cái người mà yêu thương My thực sự về tình cảm trai gái. Còn bây giờ tôi với My xem nhau như tình cảm cha con mà mọi người cứ áp đặt rồi nói này nó nọ thì tôi thấy nó kỳ. Đúng không mọi người? Sau đó thì yên mai mốt lại nghe tin là ông Hùng không có bồ hay này kia, xong bắt đầu mọi người mở room rồi hay là mọi người làm nội dung nó tào lao bi đao. Tôi nhiều khi tôi tự hỏi là giả sử nếu tôi có người yêu thì cái đó là vi phạm pháp luật hay sao mà nhiều người họ cứ đem cái câu chuyện đó. Và nếu như mọi người chúng ta để ý nha, nếu như mọi người chúng ta để ý, một năm qua 99% những thông tin bịa đặt về tôi hay là dựng lên nói về tôi hoàn toàn là đều không có sự thật. Mọi người nhìn lại đi, xuyên suốt cả một năm qua, tất cả những cái nội dung mà to xích dựng lên nói ông Hùng thế này thế kia, tất cả cuối cùng mọi người nhìn thấy, tất cả nó đều không phải là sự thật. Chúng ta đã trải qua một năm quá nhiều cái này cái kia rồi, đúng không mọi người? Chúng ta đã trải qua một năm đó quá nhiều cái vấn đề này, vấn đề nọ rồi, tôi không muốn phải suốt ngày lên live để giải thích nữa. Nên bây giờ ai ghét hay ai làm gì thì kệ, họ có to xích, họ nói những cái câu mất đạo đức này kia thì tôi cũng chỉ nghe theo giống như kiểu là tiếng chó sủa ven đường thôi. Bây giờ mình không có thời gian để mà mình ngồi lên mình đối chất mình giải thích nữa. Một năm trôi qua bao nhiêu cái toxic hàng ngày đến với mình rồi, mọi người đều nhìn và thể hiểu rõ rằng tất cả những cái đó nó đều là bịa đặt, nó chưa có một cái gì là chính xác cả. Và thậm chí nha, tôi còn nói với mọi người luôn này, thực sự là có nhiều người Hùng không hiểu sao cái tư duy của mọi người nó hơi bị lạ nha. Có nghĩa nha, có một cái thông tin gì đó vô tình cuối cùng mọi người phát hiện ra, thì sau đó mọi người lại hỏi ngược lại tôi. Ví dụ như người này có thực sự là sinh năm này không? Rồi kiểu là đời sống gia đình này kia. Thực sự mọi người ơi, có những cái người ta giấu, mình chơi thân cùng với nhau chưa chắc là người ta đã nói, thì làm sao mà mình biết được. Tự nhiên khi mọi người chúng ta phát hiện ra một cái sự thật gì đó thì mọi người lại quay lại hỏi ông Hùng. Ôi ông Hùng, ông chơi lâu vậy hay là kiểu đại loại như thế mà. Trời ơi mọi người ơi, người ta không nói thì bố tôi cũng chả biết. Làm sao mà cứ mọi chuyện cái gì đó mọi người chúng ta vô tình mọi người phát hiện ra thì mọi người lại nghĩ rằng là ông Hùng như cái Google. Mà mọi người ơi, Google chưa chắc nó đã biết những cái đó nữa cơ. Mà cứ mọi người vô tình phát hiện ra một cái điều gì đó, vô tình là những cái người xung quanh tôi hay là tôi chơi thân hay là kiểu là có quen biết qua lại, thì mọi người lại nghĩ rằng ôi thằng Hùng nó sao nó biết nhà mà nó không nói nhỉ. Ôi trời mọi người ơi, làm như mẹ mày, người ta là chuyện cuộc sống cá nhân của họ mà họ đem đi họ kể cho tôi nghe sao, kỳ thật luôn á, làm sao tôi biết được. Trời đất ơi, tôi không biết được cái đó. Nên là tôi mong mọi người chúng ta sau này thì vô tình mọi người phát hiện là một cái điều gì đó tôi không biết có phải là sự thật hay không, xong mọi người cứ hỏi là ô không biết là nó có phải sinh năm như thế không nhỉ, hay là mấy đời vợ mấy đời chồng hay này kia. Trời mọi người, sao tôi biết được cái đó, làm sao mà tôi biết được.
Sao tự nhiên mọi người cứ đổ lên vai tôi như kiểu mẹ tôi là Google và tôi là cái thằng mà có thể biết tất cả mọi thứ. Ôi trời đất ơi. Làm sao mà người ta đem đi những cái câu chuyện riêng tư cuộc sống của người ta để người ta kể cho tôi nghe được. Sao tự nhiên mọi người cứ phát hiện ra một cái gì đó là cứ kiểu ông Hùng là cái người biết hay này kia. Mẹ bố tôi cũng chả biết được, làm sao tôi biết được. Nên là mong mọi người chúng ta hiểu rằng là tôi không phải là Google. Cái điều tôi quan tâm duy nhất rằng là làm sao My trở thành một cô gái có kiến thức thay đổi cuộc sống. Chứ những cái cuộc sống xung quanh này kia làm kia sao mà mình biết được. Bản thân mình lo còn chưa xong đây, sao mà mình lo được cho người khác. Xong rồi cứ bảo là ôi chơi thân với nhau 7-8 năm rồi mà không biết được năm sinh thực sự của người ta bao nhiêu hay là người ta thế nào thế kia. Trời ơi, làm sao tôi biết được cái đó mọi người. Trời ơi, có bao giờ người ta show ra cho mình xem coi giấy khai sinh của họ bao nhiêu đâu. Hay mình hỏi người ta có trả lời đâu hay là như thế nào thì làm sao mà mình biết. Có những người tôi gặp họ, họ sinh năm 96 nhưng tôi vẫn gọi anh hay là gọi chị bình thường. Sau này đến khi mà người ta nói rằng là em sinh năm 96 thì mình mới biết là họ nhỏ tuổi hơn mình. Còn một khi mà mình không nói thì làm sao mà người ta biết được. Đúng không mọi người? Nên là mình thấy rất là mắc cười. Mình không biết là mọi người chúng ta điều tra ở đâu, không thông tin đâu có chính xác hay không. Tôi thì đâu phải là mẹ là hồn biết tốt đâu. Trong tình yên bố tình mọi người phát hiện ra người ta sinh năm này hay là ví dụ như là con cái ra sao hay là đại loại kiểu đại loại như vậy đó. Thì mọi người lại mẹ mũi. Sao tôi biết được? Mẹ nó có nói đâu mà biết. Mà đấy là cuộc sống riêng của họ mà, có ảnh hưởng đến chén cơm manh áo gì của tôi đâu quan tâm. Có những mối quan hệ trong cuộc sống nó chỉ là mối quan hệ xã giao, hoặc là có những cái mối quan hệ là mình vô tình trên đường đời mình biết nhau thì mình biết thì biết vậy thôi. Nó có đâu phải là trải qua 3 năm, 4 năm hay 7 năm, 8 năm là cái gì mình cũng biết về họ đâu. Làm sao mà mình biết được? Có những người mà mẹ người ta ở quê, người ta lên Sài Gòn, người ta lấy chồng, đẻ sinh con, đẻ cái này kia, nhiều khi người ta về nhà, người ta kể cho bố mẹ người ta nghe thì bố mẹ người ta mới biết được. Còn hàng xóm láng giềng không lẽ bảo, ô mày là hàng xóm của con A hay là mày hàng xóm của thằng B, chắc mày biết đời tư của nó hay này kia. Làm sao mà biết được mọi người, có những cái người ta chôn giấu đi, hoặc là có những cái người ta không muốn cho mình biết. Chỉ đâu phải là cứ dựa trên thời gian chơi với nhau 6 năm, 7 năm hay này kia ba la thì làm sao mà mình biết được cái đó. Đúng không con? Ừ, con nhai uy tín thế không biết. Ừ, con hát bài cho mọi người nghe đi con, đừng mình ơi nhá. Nào. Alo. Bèo trôi nên tôi lẻ loi một mình. Kiếm bằng hồng nhàn qua nhanh. Đời dù bao bế dâu, tìm chồng nơi đâu, sao giờ đây em nhớ anh nhiều. Anh bỏ em rồi, người anh là em đứng chờ trong. Từng chiều anh ơi nghe đàn con cứ. Mấy hôm nữa ba xuống đây cho con. Từ từ nha mọi người, mấy hôm nay đang hot cái bộ phim Mai mà lướt TikTok lúc đầu có cái đoạn nhạc này để thử hát đoạn nha. Phim đó hay không ba? Cái gì? Phim đó hay không? Thì phim đó nghe hay mà. Con thấy người ta coi ta khóc quá trời luôn. Ba xem thì ba không khóc nhưng mà ba cũng cảm nhận được nhiều cái ý nghĩa khá là hay. Đây, cái bài này nó hát sao nhỉ? Con có coi được một phút, con nghe người ta nói à. Cái gì đó. Dạ. Quên, mọi người ơi. Mọi người nhớ ủng hộ cho doanh nhân Thị Mén và Tâm Thái Tử nha. Hôm nay là ngày khai trương, đó bán nhiều mặt hàng lắm. Mọi người chúng ta vào nick của Tâm Thái Tử để mọi người xem coi là cái cách liên hệ mua hàng nha. Rồi mọi người tiện thì mọi người follow luôn cái nick của con My này đi. Free Fire, mày đổi cái nick, mày đổi tên giùm tao được không? Nghe cái tên chơi game là thối, không tiến bộ được rồi. Để quay chơi cái khác đi, mày chơi chữ đi, chơi bóng rổ hay chơi bóng chuyền đi, mày chơi game. Mày đổi đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh vì điều gì? Cảm ơn vì đã. Cái gì? Ta đang mẹ mày thoại. Cái gì? Mẹ, ngày mai con là người like trên Facebook. Thì giới thiệu đi, mai mọi người lên ủng hộ. Giới thiệu đi. Ngày mai là 9 giờ rưỡi là con sẽ biết Phở báo. Phở báo. Ừ. Ê. Rồi giá rồi. Uy tín không con? Uy
uy tín mà. À uy tín, con là luôn uy tín đúng không? Tháng ngày nào cũng vậy, lúc 2 giờ á, à, hay 4 giờ. À 4 giờ xong con đi tè, xong rồi con ngủ đến 3 giờ chiều đúng không? Để con dụng. Để con dụ là sao? Con ăn đụng. Là sao nhỉ? Con ăn vụng hả? Ủa con... Ôi, ba đôi khi ba cũng có cảm giác là mẹ con cũng sợ ai đó trong căn nhà đó hả? Con có sợ ai đâu mà con phải nói nhỏ con ăn vụng. Con ăn nãy giờ mẹ mới sắp hết mẹ trái dưa hấu thì giờ con bảo con ăn vụng. Ôi giời, nghe nó có vẻ là nó hơi bị lạ lạ nhỉ. Con ăn nãy giờ hết mẹ trái dưa hấu rồi xong giờ con nói nhỏ con ăn vụng. Con sợ ai trong căn nhà là con sợ bạn ba hả? Con tại vì bữa tối con không có làm mạnh được, con phải làm nhẹ. À 4 giờ sáng dậy ăn vụng. Mất công làm mạnh quá mẹ vô mẹ chửi. Bà nội cha mày mới. 4 giờ sáng dậy ăn vụng. Con ở trong nhà lại con trong trong nhà đó đâu có đâu đâu có ai kiểu là cấm đoán con việc ăn uống đâu mà con bảo con 4 giờ sáng con dậy con ăn vụng. Dạ, con không được làm ồn khi thứ nhất cho em con ngủ. À con không biết điều đó hả? Thế sao con không ăn sớm đi con, rồi sáng con ngủ dậy sớm rồi lúc đó con ra hoạt động lao động. Rồi. Nhưng mà bữa tối sáng dậy là tự nhiên cái bụng nó ọp, mình phải ngồi dậy mình ăn thêm chạp, nó là 4 chạp. À, bảo sao con tuổi con là tuổi chuột là đúng rồi đó. Con hay ăn vụng với con gặm nhấm mà. Xem coi trong nhà coi bao gạo có bị nhân nứt nẻ không con. Răng chuột nó cạp cũng ghê lắm đó. Rồi để cái gì? Ba đang nói xéo con à? Không, ba đang chia sẻ thôi. Răng con cũng chắc mà con cắn ba được luôn. Ừ, để ba thử hát cái đoạn này xem nào. Ba. Sao đấy con? Con hỏi ba đều là. Thôi ba ca đi xíu con nói. Thôi con hỏi đi, ba biết tính con mà. Ba cất giọng hát cái con lại mẹ mình nhảy vào như kiểu là ếch bồ hoa mướp. Vậy sao ba uống nước hoài vậy? À nãy giờ ba nói hơi ít cho nên khổ cổ nó hơi khô đó con. Dạ, chắc là con cho ba con tắt like xong rồi con ra ăn tô cơm xong rồi con đi ngủ 4 giờ vậy ăn tiếp. Thôi con ra ăn đi, ba còn ngồi nói chuyện với mọi người xíu nữa mà. Không, xong đi, có gì con băng cho ba xem. À, thế để ba thử hát cái đoạn trong bài hát phim nhá. Ba. À. À sao thế con? Ừ. Cái con gấu màu trắng ở bên kia là con gì vậy? Con nào con này con gấu thì con này là con cá chém chép. Yeah. Ca đi. Rồi, đây là ca khúc cái gì nhỉ? Khước thừ. Sau lời khiếp từ trong phim Mai. Ok. 1, 2, 3. À sao con? À, đồ Việt Nam, chọn Việt Nam, chọn Việt Nam. Chọn Việt Nam. À, chọn Việt Nam. Chọn Việt Nam. À, chọn Việt Nam. Oh my God. À, chắc tao tắt mẹ mic mày luôn quá. Chọn Việt Nam. Ủa, không tắt mic của này được hả ta? Mình nghe. Chọn Việt Nam, chọn Việt Nam, chọn Việt Nam. Mình chọn Việt Nam, chọn Việt Nam. Chọn Việt Nam, chọn Việt Nam. Rồi ba ca đi không chọn nữa. Ca đi không chọn nữa. Để tao diễn xuất một cái đoạn thoại thì hay hay trong phim Mai xem nào. Chọn Việt Nam. 37 tuổi, có một đứa con. Ba thì nghiện chơi cá độ đá banh. Ủa ba đi coi Hiên đó chưa? Tao coi rồi thì tao mới kể cho mày nghe được chứ. Ơi, sao con coi không được? Mày mới mới dưới 16 không cho coi. Tao
có, con lên YouTube con kiếm mà không thấy. Ôi mẹ, phim nó đang chiếu rạp mà mày lên YouTube mày kiếm thì mẹ doanh thu nó. Mày xem phim lậu biết rồi, mày không biết thì con là cái phim nó còn đang chiếu ngoài rạp mà mày lên YouTube mày chiếu phim. Mày xem phim mày lên mày kiếm phim mẹ mày Hoa Mai đi chứ không có phim Mai của Trấn Thành đâu. Mày lên mày coi Bố Già với Nhà Bà Nữ ở Hẻm Cụt đi con ơi, bây giờ nó đang chiếu trong rạp nó đang. Mẹ mày doanh thu là mấy trăm tỷ mà nó chờ mày chiếu lên YouTube thì cho mày coi. Ủa vậy chừng nào nó mới chiếu lên YouTube? Chừng nào nó thu về 1.000 tỷ thì nó chiếu free cho mày. Mày coi, trời ơi. Vậy hả chị, chút đó mình hỏi cần tốn tiền mình ra gặp mình coi. Ờ mày chờ đi cuối năm nay thì nó chiếu trên YouTube cho mày coi. Trời ơi, doanh thu nó đang mẹ mày top 1 mà nó chờ mày chiếu trên YouTube cho mày xem phấn. Cái gì? Ra bài nhạc nào đó. Bài nhạc có rồi, bài nhạc lên mày search ra rồi, còn phim thì mày chờ 1 năm nữa đi, nó thu hết doanh thu xong rồi nó chiếu free cho mày như Bố Già về nhà em cụt. Mày cái gì? Hôm qua con kêu Trấn Thành chiếu lên YouTube cho. À mày qua kêu Trấn Thành Bình Dương như Trấn Thành Rìu nó không chiếu. Ôi trời, đang chiếu trong rạp mày mẹ mày dòi lên YouTube mày coi. Chứ trong rạp nó đâu có nhiều tiền đâu. Sao không nhiều, một vé cả 100.000 hơn 100.000 tùy dạp mà mày bảo không nhiều, mày lên YouTube mày quay free thì nó thu về bằng cái gì? Nhưng mà Trấn Thành đâu nhận lại được gì đâu. Nhưng mà phim này nó không chiếu trên YouTube đâu con, tại vì trong phim nó có những cái cảnh mà đấy, không có phù hợp với những cái lứa tuổi của con nhá. Nên là không xem được. 85k là coi rẻ, tôi coi CGV là 120 130 một vé rồi nè. Ủa ba. Nó có chiếu ở trên YouTube không? Có. Có à? Trailer. Chưa. Trailer. Là cái gì? Nghĩa là giống. Con sẽ tặng cho ba một bài. Đi qua cầu. Đi qua cầu cầm con cuốc. Ai? Không, đi qua cầu cầm con cua thật to bò. Cái gì? Con cua không đi, ta lấy con cua ta chọc đứt bò. Bò đứng gì đi đâu. Sao mày thích hát mấy cái bài mà vớ ra vớ ẩn mày? Đâu có, đi qua cầu cầm con cua mà. Cầm con cua? Hả? Con cua mà chọc được đít bò. Được, con cua nó kẹp lên đít. Hay là đi chăn bò cầm cái gối thật to, bò không đi, ta lấy cái gối ta chọc đứt bò, bò đứng dậy đi dư. Không biết bao giờ tao mới được hát bài Mai đây. Ok, đi ca đi ha.